Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 336 chúng ta kết hôn. Trường Lộ giai với Mạc Tiểu Bắc, Tân Hồng Cẩm và Y Phong tuyệt đối là những phụ nữ khác biệt về ngoại hình, khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt sinh ra một ý nghĩ, đó là khi mình còn nhỏ thì thậm chí đã vô thức giữ nàng vào trong lòng. Với độ tuổi này của hắn, lại có thân phận trong thể chế, chỉ sợ sẽ có một phần khao khát và chờ mong với vẻ hiền thục dịu dàng của trương Lộ giai mà thôi. Thực tế vẻ quyến rũ của Trương Lộ giai không chỉ là vẻ đẹp và cách làm người, còn ở phương diện hiểu biết, cảm nhận hơn người. Mạc Tiểu Bắc là một loại hình của phụ nữ sự nghiệp, Y Phong là một phụ nữ cá tính, Tần Hồng Cẩm là thương nhân phong vân một cõi. Nếu so sánh thì Trương Lộ giai giống như càng muốn đứng sau lưng hình bóng mà mình sùng bái để yên lặng vì hắn quản lý và lo liệu tất cả, để hắn có thể không cần nghĩ và quan tâm đến những thứ lặt vặt gì khác để hắn không có gì buồn phiền ở nhà có thể tiến về phía trước chém giết mà không chút cố kỵ chỉ là mỗi khi đến đêm và tâm thần không yên nàng nhìn người đàn ông đang ngáy o o ở bên cạnh mình nàng lại sinh ra cảm giác xót xa cho bản thân dù kết tất cả đã xong hai người đã tách ra thế nhưng hắn vẫn dùng bàn tay vuốt mái tóc của nàng khẽ hôn lên chiếc mũi xinh xắn của nàng hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào khi đó nàng cảm nhận được hạnh phúc tràn đầy giống như sắp tràn ra đến nơi nhưng mỗi khi nàng bước vào khu dân cư này thì trong lòng vừa lo lắng vừa sinh ra cảm giác phức tạp, nơm nớp lo sợ giống như một người phụ nữ ngoại tình, thật sự hốt hoảng muốn chạy về nhà, trái tim đập lên thình thịch, tâm tình xấu đến cực điểm. Đây là một buổi tối làm cho người ta khó thể chìm vào giấc ngủ, từ ngày tiến vào quan trường thì vương tử quân không biết đã có bao nhiêu đêm mình đốt thuốc đến sáng, một mình giày vò qua đêm dài vô tận. Nhưng hôm nay lại khác, đêm nay có trường lộ giai ở bên cạnh, hắn không muốn để giấc ngủ chiếm đi những cảm giác hưng phấn và sảng khoái của mình. Nếu so sánh với tình huống hạnh phúc của Vương Tử Quân thì Trần Chính Vũ thật sự khá khốn khổ, trong khoảng thời gian này hắn luôn đắm chìm trong vui vẻ, nhưng dù thế nào cũng không ngờ trong quan trường lại có nhiều chuyện bất ngờ như thế, đả kích giống như từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh lên đầu hắn. Bố chính là niềm hy vọng và ký thác lớn nhất của hắn thì bây giờ đã nhập viện, ngay sau đó kế hoạch một bước tiến lên trời của mình cũng bị người ta thu về, càng nghiêm trọng chính là thanh danh một đời của bố mình cũng mất sạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cũng may, điều làm cho Trần Chính Vũ cảm thấy vui vẻ may mắn chính là bố cũng không có vấn đề về tính mạng, bên kia cũng đã gọi điện thoại đến, nói rằng sẽ không vì sự việc không hoàn thành mà không quan tâm đến sống chết của hắn, vẫn sẽ cho hắn xuống tuyến dưới rèn luyện, làm một vị phó chủ tịch thành phố, đây là một sự kiện ván đóng thuyền trần chính vũ khốn khổ sống một đêm không ngủ trong bệnh viện điều này làm hắn cực kỳ bực bội hắn cố gắng thu thập tâm tình của mình sau khi giao trần hổ đức đã tỉnh và không nói một lời cho mẹ mới từ trong nhà chạy đến hắn vội vàng chạy về phía tỉnh ủy trần chính vũ ngồi trong taxi gió lạnh xuyên qua cửa sổ xe thổi vào mặt làm hắn tỉnh táo hơn rất nhiều hắn biết rõ vì sao bố mình tỉnh lại và không nói lời nào hắn đau khổ biết được dù bố mình vẫn sống tốt như trước thế nhưng tinh thần đã suy sụp vì trò khôi hài lần này mà suy sụp. Bố mình bị người thanh niên kia đánh trả quá dữ dội mà đứng ngây người trên đài chủ tịch trong phòng hội nghị của trường đảng, tinh thần khi đó đã bị đả kích rất mạnh, bây giờ chẳng qua chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Chuyện này thật sự cần phải khắc ghi, Trần Chính vô tôi và Vương Tử Quân Anh sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Trần Chính vô cắn chặt răng, hắn căn bản cũng không nghĩ đến tình huống mình hãm hại Vương Tử Quân, lại đổ tất cả cam hận lên đầu Vương Tử Quân. Trần Chính Vũ thật sự càng có nhiều tâm tư báo thù hơn bố mình, vì nó liên quan đến tương lai của hắn sau này. Trong lòng hắn biết rõ, cơ hội lần này là rất khó có được, nếu như có thể nắm bắt lấy cơ hội và tạo ra thành tích, hắn có thể được tiến lên vị trí làm cho người ta ngưỡng mộ. Nếu đến địa vị kia, muốn thu thập và báo thù Vương Tử Quân không phải là một chuyện quá dễ dàng sao? Phòng tuyên truyền tỉnh ủy có một tòa nhà 9 tầng trong khu vực tỉnh ủy, phòng làm việc của Trần Chính Vũ ở tầng thứ 3. Trên đường đi thì hắn gặp mặt nhiều đồng sự, có người chúc mừng hắn, cũng có người chúc mừng và nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Trần Chính vô tất nhiên sẽ cảm thấy có chút căng thẳng vì ánh mắt quái dị kia, hưng lúc này hắn căn bản cũng không phản biện được gì. Hắn biết rõ, càng là lúc này thì hắn càng phải bảo trì sự chấn định và điềm nhiên như không, chỉ có bình tĩnh sống qua giai đoạn này thì hắn mới có thể là chim trời bay cao, cá ra biển rộng. Chào trưởng phòng Trần, Tiểu Phùng là người có quan hệ rất tốt với Trần Chính Vũ trong phòng, thế cho nên khi thấy Trần Chính Vũ đi đến, hắn tươi cười đón chào, trong miệng càng liên tục nói ra những lời chúc mừng thăng chức. Trần Chính Vũ vừa nói vài lời qua loa với Tiểu Phùng, hắn vừa khách sáo chào hỏi những người khác trong ban của mình. Nếu so với trước kia thì hắn lúc này càng có thêm phong thái của lãnh đạo. Bố hắn dù thất bại thế nhưng Trần Chính Vũ hắn lại có cơ hội được nổi bật, mà cơ hội này chính là vốn liếng lớn nhất để hắn xoay người. Trưởng phòng Trần, nghe nói bác trai nhập viện phải không? Một người đàn ông độ tuổi tương đồng với Trần Chính Vũ đẩy cửa đi vào phòng, hắn mở miệng nói lời quan tâm, thế nhưng nụ cười ẩn giấu bên khóe miệng đã nói rõ tất cả rồi. Trần Chính Vũ hiểu rất rõ tâm tư của người này, đây chính là kẻ luôn đấu tranh gay gắt với mình trong phòng tuyên truyền, tuy thấy mặt vẫn luôn cười hì hì, thế nhưng trong lòng lại hận không thể để cho đối phương xuất hiện tai nạn xe hơi chết ngay cho rồi. Cảm ơn trưởng phòng Chu đã quan tâm bố tôi cũng không có việc gì. Trần Chính Vũ tuy hận không thể vung tay tát thẳng mặt tên đàn ông kia, thế nhưng ngoài miệng lại tươi cười nói lời tốt đẹp. Trưởng phòng chu cười hì hì nói. Không có gì là tốt rồi, không có gì là tốt rồi, ông cụ bình an vô sự thì chính là phúc phận của con cháu chúng ta. Hai người nói chuyện với nhau, lúc này không ít nhân viên công tác đã tụ tập ở bốn phía, bọn họ khẽ lên tiếng cùng hai người Trần Chính Vũ và trưởng phòng chu. Anh Trần, Chúc mừng anh, anh lúc này đi trước một bước, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Trưởng phòng Chu xem ra không muốn cho Trần Chính Vũ đi, thế cho nên không có lời nào đành phải cố gắng tìm mọi cách lên tiếng. Trần Chính Vũ tuy không muốn dây dưa nhiều với trưởng phòng Chu này, nhưng bây giờ hắn cũng không nên biểu hiện quá mức. Sau khi nghe trưởng phòng Chu đề cập đến vấn đề này thì hắn chỉ khẽ cười, dùng giọng không quan tâm nói. Việc này còn chưa đâu ra đâu cũng không thể để cho những lời vui đùa này rơi vào trong tai trong mắt lãnh đạo, nếu không sẽ cho rằng tôi nói năng lung tung. Như thế nào lại là nói năng lung tung? Tôi tin tưởng trưởng phòng Trần Anh sẽ sớm biết tin tức mà thôi. Trưởng phòng Chu nói rồi rút thuốc ra, đưa cho Trần Chính Vũ một điếu, sau đó dùng bật lửa châm thuốc cho Trần Chính Vũ, lại cười nói. Anh Trần, tôi nghe nói ông cụ trong nhà vì chuyện của anh mà mất hết thanh danh, vì thế anh cần phải quý trọng cơ hội có được lần này. Trần Chính Vũ vốn đang hưởng thụ tình huống mèo châm thuốc cho chuột, nhưng sau khi nghe trưởng phòng Chu nhắc đến chuyện của bố mình, vẻ mặt hắn chợt biến đổi, chỉ sau khoảnh khắc thì trong mắt hắn đã lóe ra lửa giận. Người ta bây giờ cái gì cũng dám nói, tôi nghe nói có người muốn ngáng chân bí thư nhiếp. Bí thư nhiếp không phải trước đó đã tán thưởng bài viết kia sao? Bọn họ để cho cha của anh đứng ra bêu xấu người kia, làm cho bí thư nhiếp mất mặt, thật sự là con bà nó ngu ngốc, nói hưu nói vượn. Trưởng phòng Chu vừa nói vừa quay mặt qua bốn phía, giọng điệu ngày càng lớn. Đám người vây quanh Trần Chính Vũ và trưởng phòng Chu rõ ràng cũng rất hứng thú với câu chuyện thế này, dù sao đây không phải sự kiện bình thường, chủ đề có liên quan đến bí thư tỉnh ủy, như vậy cũng đủ cho đám công nhân viên đơn vị như bọn họ cùng nhau thảo luận cả ngày chưa xong. Là kẻ nào nói bậy? Bố tôi. Trần Chính Vũ cảm nhận được bầu không khí không đúng, hắn muốn lớn tiếng biện luận. Thế nhưng khi hắn mở miệng thì chợt cảm thấy mình không biết nên tiếp tục lên tiếng theo chiều hướng nào. Trong mắt trưởng phòng chu lóe lên chút vui sướng, tuy hắn không có cơ hội thăng chức, thế nhưng Trần Chính Vũ là đối thủ cũ của hắn, hắn không thích đối phương có thể bò lên cao. Trước mắt hắn có cơ hội tốt, hắn sao có thể đơn giản bỏ qua? Giáo sư Trần là người có học vấn uyên thâm, là người tôi cực kỳ bội phục, với cách làm người của giáo sư dù là tôi hay người khác cũng sẽ không tin ngài ấy vì một bài viết mà hủy hoại thanh danh của mình. Tất nhiên, nếu như có một thứ gì đó đánh đổi, tất nhiên sẽ phải xem xét lại. Trần Hồ Đức là người sắp về hưu, nhưng Trần Chính Vũ lại sắp được đề bạt, trưởng phòng Chu Tuy không nói ra nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý, có người chỉ thị giáo sư Trần thông qua sự kiện lần này để làm cho bí thư nhiếp cảm thấy một ngạt, làm cho người ta sinh ra cảm giác bí thư nhiếp không biết rõ con người Tất nhiên trao đổi với nó chính là tương lai của Trần Chính Vũ. Con người là như vậy, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có thể mặc kệ, nhưng khi nó liên quan đến tương lai của mình, tâm tư của Trần Chính Vũ nhanh chóng trở nên lạnh như băng. Cơ quan tỉnh ủy thường cực kỳ sâu sắc và ẩn giấu, biểu hiện thì chỉ là một đầm lầy không đáy, căn bản không chút sóng gió. Thế nhưng ai cũng biết rất rõ, chỉ cần có chút gió nhẹ thổi lên, chỉ sợ sẽ bùng sóng mãnh liệt. Nhiếp Hà Quân là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam tất cả cơ quan ban ngành trong tỉnh đều phải vận chuyển chung quanh bí thư nhiếp chỉ là một chút việc vặt cũng sẽ xoáy lên những cột nước ngàn trường đừng nói là chuyện làm cho bí thư mất mặt như thế này bí thư nhiếp ngày trước đã từng tán thưởng bài viết kia người trong khu tỉnh ủy ai cũng biết tình huống bí thư nhiếp xuống trường đảng an ủi các học viên trẻ tuổi lại có một giáo sư nhảy ra làm trò đây không phải là bôi đen mặt bí thư nhiếp sao có người ném lợi ích cho trần hồ đức làm cho tin tức Trần Hổ Đức bôi đen thể diện của bí thư nhiếp hạ quân giống như một cơn gió lốc bùng lên khắp cơ quan tỉnh ủy. Dù lúc bắt đầu cũng không có người ngó ngàng gì đến, thế nhưng không ít người bắt đầu chứng minh giáo sư Trần Hổ Đức là người Đức cao vọng trọng, là người nghiêm khắc kiềm chế bản thân, vậy là nhiều người tiếp nhận tin tức sự việc lần này có âm mưu bất chính. Hơn nữa Trần Chính Vũ sắp được đề bà từ vị trí một cán sự trưởng phòng trong phòng tuyên truyền nhảy lên địa vị phó chủ tịch thành phố có một chân thường ủy, điều này sớm làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đố kỵ. Trên quan trường, càng là những tin tức như vậy càng làm cho người ta dễ tiếp nhận, truyền bá ngày càng rộng, càng có không ít người trợ giúp, chỉ sợ sự kiện lần này náo loạn không nhỏ. Trong phòng làm việc của Phó Phòng Thường vụ Phòng Tổ chức tỉnh ủy lúc này đầy khói xương, Lý Quyền Trọng là nhân vật số 2 của Phòng Tổ chức tỉnh ủy, cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy trong tỉnh Sơn Nam. Dù là các vị bí thư thị ủy Trư Hầu một phương gặp mặt vị phó phòng thường vụ này cũng phải tươi cười đón chào, nói lời vui vẻ. Trong tất cả ban ngành của tỉnh ủy, Lý Quyền Trọng và phó bí thư thường vụ của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Tôn Minh đạt là hai nhân vật cán bộ cấp chính sảnh đứng đầu, dù là các vị phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy cũng không có cảnh tượng tốt đẹp bằng hai người. Nhưng bây giờ Lý Quyền Trọng lại đang nhíu mày rất chặt. Lý Quyền Trọng tất nhiên sẽ không thể không nghe được những tin đồn phát tán trong khu tỉnh ủy trước kia hắn căn bản không quan tâm đến những tin đồn nhảm nhí thế này, chỉ cho rằng đó là vài chuyện đáng cười không cần quan tâm. Ở vào vị trí của hắn, đã là người nắm quyền lực nhất định, sao cần quan tâm đến những tin đồn trời ơi kia. Nhưng bây giờ nghe được tin đồn đang xôn xao khu văn phòng tỉnh ủy thì Lý Quyền Trọng sinh ra cảm giác cực kỳ khó chịu, thậm chí còn có tâm tư muốn chửi cho má. Làm bí thư tỉnh ủy mất mặt, không ngờ đám người rảnh rỗi khốn kiếp kia lại có thể nghĩ ra được những câu nói như vậy, không mắng cũng không có vấn đề, có một sự thật khó thể tránh được, chính là Trần Chính Vũ được đề bạt cũng là nhờ vào lời nói của Lý Quyền Trọng trên hội nghị thường vụ của phòng tổ chức tỉnh ủy. Lý Quyền Trọng nghĩ đến ánh mắt khác thường của đám người chung quanh nhìn mình, trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác khó chịu. Loại ánh mắt kia thật sự khó thể miêu tả, nếu nói cứng thì rõ ràng là cóc muốn ăn thịt thiên Nga, tất nhiên hắn không phải là thiên Nga. Chính mình bôi đen mặt mũi của bí thư tỉnh ủy, Lý Quyền Trọng nghĩ đến kết luận cuối cùng của tin đồn mà thật sự sinh ra tâm tư muốn khóc. Hắn biết mình có bao nhiêu độ nặng, nếu nói ngẫu nhiên có thể vung tay tranh đấu với thủ trưởng của mình là trưởng phòng tổ chức, hắn biết đâu sẽ có gan như vậy, nhưng bây giờ sự việc liên quan đến bí thư tỉnh ủy, hắn cũng không có lá gan lớn như thế. Tin đồn sẽ dừng lại ở kẻ trí giả, thế nhưng Lý Quyền Trọng thầm nghĩ những tin đồn như vậy cũng sẽ làm cho người ta coi trọng, cũng không biết bí thư nhiếp có phải là trí giả không, nếu như bí thư Nhiếp thật sự quan tâm, chỉ sợ công sức phấn đấu bao năm của hắn sẽ là công dã tràng. Lý Quyền Trọng càng nghĩ càng cảm thấy hậu quả nghiêm trọng, lúc này hắn thật sự hối hận, cảm thấy mình không nên giúp đỡ Dương Tiểu Mao, như vậy mình sẽ không rơi vào tình huống khốn đốn như lúc này. Lý Quyền Trọng càng nghĩ càng cảm thấy hành động của mình lần này là quá ngốc nghếch, hắn cầm điện thoại gọi cho Tề Chính Hồng. Sau khi điện thoại nối thông, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ bình tĩnh của mình. Hắn dùng giọng thân thiết nói: "Chủ tịch Tề, tôi là quyền trọng, anh có thời gian rảnh không? Tôi có một công tác quan trọng cần báo cáo với anh." Tề Chính Hồng bên kia nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Tề Chính Hồng, nhưng hai người lại không gặp nhau trong phòng làm việc của Tề Chính Hồng, lại gặp nhau ở một quán trà tên là Ngũ Hồ. Lý Quyền Trọng đặt điện thoại xuống, hắn đẩy cửa đi ra và hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải làm cho Tề Chính Hồng đồng ý thúc đẩy sự việc này. Nếu so sánh với sự quyết đoán của Lý Quyền Trọng thì trong lòng Dương Tiểu Mao lại thật sự tràn đầy không yên. Hắn là thư ký của lãnh đạo hàng thứ hai trong khối chính quyền tỉnh, hắn tất nhiên sẽ là một người biết rõ động tính, nhưng con gió đang bùng lên trong khối chính quyền tỉnh càng không thể nào qua mắt được hắn. Dương Tiểu Mao nghe được tin đồn kia thì lập tức sinh ra cảm giác không tốt, hắn không phải không hiểu rõ tình huống quỷ dị của văn phòng tỉnh ủy và khối chính quyền tỉnh. Cục diện chính trị nhìn thì có vẻ bình tĩnh như núi của bí thư nhiếp và chủ tịch tỉnh thật ra có ẩn giấu rất nhiều nhân tố không ổn định, biết đâu chỉ cần có một chút sóng gió xảy ra thì thế cục rằng co kia sẽ bị phá vỡ. Tin đồn lần này lại càng giống như đổ dầu vào lửa, Dương Tiểu Mao lúc này thật sự hối hận tình huống mình định nọt Dương Quân Tài, hắn thấy đó là sự việc quá lỗ mãng. Nhưng sự việc này xảy ra thì không thể nào gạt được Tề Chính Hồng, hắn nghĩ nếu Tề Chính Hồng biết được sớm hơn sẽ cho ra những ứng phó dễ dàng hơn dương tiểu mao cho ra quyết định hắn đẩy cửa vào phòng chợt thấy tề chính hồng từ bên trong đi ra hắn cung kính chào chủ tịch tề chợt nghe tề chính hồng nói tiểu mao cậu sang phòng tài chính một chuyến nói hôm nay tôi không qua tề chính hồng nói rồi đi ra ngoài hành lang dương tiểu mao nhìn ra thấy hành lang có nhiều người đi lại hắn biết rõ bây giờ không phải thời điểm nói chuyện thế cho nên cũng chỉ biết cúi đầu đi theo tề chính hồng xuống lầu Dương Tiểu Mao vài lần thừa dịp bên cạnh không có ai để lên tiếng, thế nhưng chẳng biết có phải ông trời cố ý đối nghịch với hắn không, mỗi lần lời lên đến bên miệng thì sẽ có người chào hỏi, điều này làm cho Dương Tiểu Mao thiếu chút nữa thì giận điên lên. Khi Tề Chính Hồng leo lên xe bỏ đi thì Dương Tiểu Mao thật sự sinh ra cảm giác thất lạc, nhưng nghĩ đến những gì Tề Chính Hồng phân phó, hắn cũng không dám chậm trễ. Dù sao phòng tài chính cũng là cơ quan ban ngành quan trọng nhất trong tay của Chủ tịch Tề, nếu Chủ tịch Tề đã phân phó mình đi, như vậy mình cũng nhanh chóng hoàn thành công tác. Dương Tiểu Mau là người lăn lộn nhiều năm trong khu văn phòng khối chính quyền tỉnh, hắn biết rõ có rất nhiều chuyện nhìn qua không đáng là gì, thế nhưng nó liên quan đến thể diện thì lại được người ta chú ý cao độ. Trên phương diện này hắn đã không ít lần học tập về chính hồng. Ví dụ như nói về phòng tài chính, chỉ cần một cuộc điện thoại thì có thể giải quyết được vấn đề, nhưng nếu tự mình đi thay cho chủ tịch Tề Chính Hồng, như vậy sẽ có một kết quả khác biệt trong mắt lãnh đạo phòng tài chính. Dương Tiểu mau đi đến ban phương tiện nhận một chiếc xe, sau đó chạy về phía phòng tài chính. Hắn cũng xem như quen việc dễ làm với những chuyện thế này, sau khi nói ra ý nghĩ của chủ tịch tề dưới tình huống nhiệt tình của các vị trưởng phòng tài chính, hắn từ chối lời mời ở lại dùng cơm trưa, nhưng cũng không từ chối vài món quà của các vị trưởng phòng tài chính. Là một tấm danh thiếp bằng vàng, không ngờ đám lãnh đạo phòng tài chính lại có thể nghĩ ra cách thức đưa tiền hay như vậy, lại rất nhã nhặn nhưng đối với một người như Dương Tiểu Mau thì tấm danh thiếp kia cũng có giá trị 2 ba ngàn, hắn vuốt ve tấm danh thiếp mà lo lắng trong lòng giảm đi khá nhiều. Nếu so sánh với thư ký của mình thì bây giờ vẻ mặt tề chính hồng thật sự không được tốt, hắn nhìn gương mặt cực kỳ chú ý của Lý Quyền Trọng, trong lòng mang theo chút phẫn nộ, thủ đoạn vụ oan hãm hại người khác như vậy mà bọn họ cũng có thể nghĩ ra được sao. Thông qua những lời nói của Lý Quyền Trọng, hơn nữa còn có cái tên của Vương Tử Quân, Tề Chính Hồng đã liên lạc tất cả sự việc lại với nhau. Hắn thầm mắng Dương Quân Tài và Dương Tiểu Mao quá ngu ngốc, đồng thời tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Bây giờ mới đạt đến thế cân đối với Nhiếp Hạ Quân, Tề Chính Hồng không muốn đánh vỡ thế cục này. Nhưng sự việc lần này xảy ra thì nhất định phải xử lý cho tốt, chủ tịch Tề nghĩ đến những lời đồn liên quan tới bí thư Nhiếp, trong lòng hắn lại xuất hiện gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân. Chuyện này không thể không liên quan đến Vương Tử Quân, Tề Chính Hồng chợt nghĩ như vậy cũng không đoán được vương tử quân định làm gì. Dù hắn cảm thấy có chút khinh thường những trò mèo như vậy, thế nhưng cũng chỉ có thể nuốt cơn tức xuống mà thôi. Quyền trọng, chuyện này anh cứ làm tốt là được, không cần xin chỉ thị của tôi. Tề chính hồng nâng ly trà lên làm một ngục, sau đó nói ra ý kiến của mình. Lý Quyền Trọng tuy đã hạ quyết tâm nhưng bây giờ nghe được lời của Tề Chính Hồng thì không khỏi thở dài một hơi. Dù sao hắn và Tề Chính Hồng cũng là người cùng một phái, nếu như không phải quá cần thiết hắn cũng không muốn làm căng cứng mối quan hệ giữa mình và tề chính hồng bây giờ tề chính hồng cho mình thoải mái xử lý ý nghĩa thế nào đã quá rõ ràng rồi cảm ơn sự giúp đỡ của chủ tịch tề lý quyền trọng nâng bình trà lên rót vào ly cho tề chính hồng sau đó khẽ nói tề chính hồng khẽ gõ lên bàn hắn trầm ngâm một lát rồi nói tiểu mao theo tôi cũng khá lâu rồi Tề chính Hồng tuy chỉ nói vài câu như vậy nhưng Lý Quyền Trọng là một cán bộ thâm niên của phòng tổ chức, sao lại không nghe và hiểu ý nghĩa bên trong. Hắn dù thầm cảm thấy có chút đáng tiếc cho Dương Tiểu Mau, thế nhưng cũng không biết nói gì hơn. Dù sao Dương Tiểu Mau cũng là người bên cạnh tề chính Hồng, những chuyện thế này mình cũng không thêm tham dự làm gì. Phòng ba cuốn lên ở khu vực tỉnh Ủy đến nhanh mà đi cũng nhanh khi quyết định đề bạt Dương Tiểu Mao xuống làm phó chủ tịch thành phố Thiên Sơn được tỉnh ủy thông qua thì tin tồn vẫn tiếp tục lan truyền, thế nhưng cũng không còn ai quá chú ý đến vấn đề này. Còn Trần Chính Vũ thì vẫn là một cán sự trưởng phòng trong phòng tuyên truyền, giống như không chút liên quan, thế nhưng những người sáng suốt lại biết một vấn đề, đó là Trần Chính Vũ là vật hy sinh. Sự kiện Trần Hổ Đức thật sự làm xoáy lên nhiều cơn lốc trong trường đảng tỉnh ủy, bầu không khí trong trường đảng được chỉnh đốn, nghiêm khắc hơn trước kia rất nhiều. Trước kia có rất nhiều học viên chạy ra ngoài, bây giờ bọn họ phải thành thật ở lại trong ký túc xá trường đảng. Khi gió bão lắng xuống thì cuộc sống của Vương Tử Quân ở trường đảng khôi phục lại bình tĩnh như thường, nhưng khi Tết gần đến thì một chuyện lớn được nâng lên làm chương trình nghị sự. Đó là thời gian kết hôn đã đến, khi một bàn tay thon dài đưa lên xé một tờ lịch, lúc này thời gian đến hôn lễ đã giảm đi một ngày. Nói trắng ra thì người quan tâm nhất đến hôn lễ của Vương Tử Quân chính là mẹ, là Triệu Tuyết Hoa. Hầu như mỗi ngày bà đều gọi điện thoại, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy áp lực rất lớn. Vương Tử Quân cũng không phản đối chuyện kết hợp với Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng mỗi khi nhắc đến kết hôn thì trong lòng hắn lại nghĩ đến Tần Hồng Cẩm vì mình mà đi đến Việt Đông, còn có Y Phong đang đau khổ tương tư ở Chiết Giang, bây giờ còn có thêm Trương Lộ Gai ở Sơn Nam, thế nên trong lòng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Tuy Vương Tử Quân đã thuyết phục được chính mình, thế nhưng từ tận sâu trong lòng hắn vẫn cảm thấy mình thật sự phải xin lỗi các nàng. Cậu nên xin nghỉ." Trương Lộ Giai khẽ đặt tờ lịch xuống, sau đó nàng ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân, nàng dùng giọng nũng nịu nói. "Khi còn 7 ngày nữa là đến hôn lễ, tuy trong nhà đã có chuẩn bị thế nhưng mình thật sự phải xin nghỉ." Vương Tử Quân cười hì hì nhìn Trương Lộ Giai, hắn tuy không giỏi xem xét tâm tư của phụ nữ, thế nhưng cũng hiểu trong lòng Trương Lộ Giai không được thoải mái như những biểu hiện vào lúc này. Vương Tử Quân khẽ vươn một cánh tay ôm Trương Lộ Giai vào lòng cơ thể nàng chợt khẽ nhúc nhích, nàng cũng không nói gì thêm. Chị lưu ra, em thật sự xin mọi người. Một cảm giác ấy náy thăng hoa trong lòng bí thư vương, hắn cuối cùng cũng nói ra một câu đầy ý nghĩa như vậy. Nhưng hắn vừa mở miệng thì Trần Lộ Giao đã ngẩng đầu nói. Nói như vậy thì ngoài tôi ra thì cậu còn những người khác sao? Vương tử quân nhìn gương mặt xinh đẹp của Trương Lộ dai mà không biết nói gì thêm, thầm nghĩ đây cũng là những gì mình tự làm khổ mình sao lại nói ra một câu như vậy làm gì? Khi vương tử quân đang rất buồn bực thì cặp môi son nhiệt tình của trương lộ dai đã tiến lên và dán lên môi hắn, chiếc lưỡi nhẹ nhàng lách vào trong miệng hắn, hai bên quấn lấy nhau. Trong sự nhiệt tình của trương lộ dai, vương tử quân xem như bị thiêu đốt, hắn siết chặt trương lộ dai vào trong lòng, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của nàng. Lúc này một ngọn lửa nóng vô hình như xuất hiện thiêu đốt hai con người như thiêu thân. Hừ, đúng là tự mình đa tình, tôi đã sớm có quyết định sống độc thân, cậu cho rằng mình có bản lĩnh gả bản tiểu thư đi sao? Sau khi tất cả lắng dịu lại, Trương Lộ Giai dùng ánh mắt như làn thu thủy nhìn Vương Tử Quân, nàng khẽ nũng nịu nói. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, dù là kết hôn cũng phải hoàn thành nghĩa vụ với tôi, không thể thiếu được. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kích tình của Trương Lộ Giai, hắn đã bị khơi màu cảm giác, nào còn có thể kiềm chế được. Thế là một con hổ đói nhào vào một con dê, kéo cô gái kia vào trong lòng, thật sự muốn làm cho cô gái thấu hiểu lòng người này hòa tan vào trong mình. Vương tử quân vẫn xin nghỉ, tuy trường đảng yêu cầu không có chuyện cực kỳ quan trọng thì không nên xin nghỉ, thế nhưng khi hắn bày biện lý do, Triệu Tùng Lâm đang ở vào giai đoạn luống cuống tay chân, thật sự chỉ muốn đẩy tên học viên này đi, không nhìn thấy càng không sinh ra phiền phức. Vì thế lão sảng khoái phê duyệt cho vương tử quân được nghỉ, hơn nữa lại cho thêm vài ngày, dặn dò vương tử quân hết tuần trang mật quay lại là được theo lời của chủ tịch triệu thì vợ chồng mới cưới phải trải qua tuần trăng mật nhưng trong trường đảng lại có nhiều người biết rõ ý nghĩ của hiệu trưởng triệu nếu muốn đi trực tiếp từ thành phố sơn viên về giang thị thì ngồi xe lửa là hay nhất trương lộ giai càng quan tâm mà sai bảo trương thiên tâm đi đặt vé giường nằm nhưng khi vương tử quân chuẩn bị xuất phát thì thái thần bân lại lái xe đến thái thần bân lúc này không chỉ là tới đón vương tử quân hắn đến chủ yếu là báo cấu với vương tử quân một việc một sự kiện liên quan đến tiếu tử đông Vương Tử Quân nhờ vào lời nói của Thái Thần Bân mà hiểu những gì đang xảy ra ở huyện Lô Bắc, khi công trình 315 được đẩy mạnh và mở rộng thì mâu thuẫn giữa Dương Quân Tài và Tiếu Tử Đông càng thêm dữ dội. Tiếu Tử Đông lúc này thật sự là người đi đầu trong công tác phản đối công trình 315, tuy hắn vẫn không thể nào ngăn cản được tình huống Dương Quân Tài mở rộng và phát triển công trình, thế nhưng lại làm cho Dương Quân Tài cực kỳ oán giận. Dương Quân Tài có thể nói là hận Tiếu Tử Đông đến mức ngứa răng. Nhưng vì Tiếu Tử Đông là người luôn sống có nguyên tắc, cho nên Dương Quân Tài cũng không thể làm gì hơn được. Nhưng khi mâu thuẫn càng tăng tiến, ý nghĩ đẩy ngã Tiếu Tử Đông lại càng bùng nổ trong đầu Dương Quân Tài. Huyện Lô Bắc vẫn là Huyện Lô Bắc, thế nhưng không có Vương Tử Quân thì quyền lực của Dương Quân Tài càng thêm mạnh mẽ, lời nói càng có khí phách. Khi Dương Quân Tài đề cử Triệu Trung Trạch tiến vào Thường ủy bị Tiếu Tử Đông liên hợp với Lý Cẩm Hồ và Tả Minh Phương bác bỏ, sự việc này lại được thông qua vào hội nghị Thường ủy vài ngày trước như vậy thì sự kiện xem như đã được thông qua ở hội nghị thường ủy theo cách thức số ít phục tùng đa số, nhưng Tiếu Tử Đông vẫn cực kỳ kiên quyết ở phương diện đối đãi với Triệu Trung Trạch, hắn muốn đưa sự kiện này ra thảo luận ở hội nghị thu mở rộng. Nếu sự việc ném ra ở hội nghị thường ủy mở rộng thì sẽ nhanh chóng náo loạn, hai bên có thể nói là bầy binh bố trận tranh chấp với nhau. Sau hội nghị thường ủy thì đối với nhóm người dương quân tài cũng là chưa được thông qua, khốn nổi nếu Triệu Trung Trạch lại được thông qua ở hội nghị thường ủy mở rộng, sẽ là một đòn chí mạng với Tiếu Tử Đông. Nếu như kết quả vẫn như cũ thì Tiếu Tử Đông xem như đã vạch mặt, hắn khó thể tiếp tục ở lại huyện Lô Bắc, dù là không muốn đi thì thành phố An Dịch cũng sẽ cho hắn rời khỏi huyện Lô Bắc, đồng thời trên người hắn cũng có danh tiếng bảo thủ, khó thể nào nhập gánh với người khác. Nếu có thanh danh như vậy thì Tiếu Tử Đông có kết quả thế nào, điều này hoàn toàn có thể thấy được rõ ràng. Vương Tử Quân nghe lời nói của Thái Thần Bân, gương mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thần Bân cậu tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng tôi đi về huyện Lô Bắc. Vương tử quân trầm ngâm một chút rồi trầm giọng nói. Thái thần bân nghe nói vương tử quân muốn về huyện Lô Bắc thì thật sự cảm thấy mừng rỡ, hắn nghĩ rằng chỉ cần vương tử quân ra tay, bình thường sẽ không có gì không giải quyết được. Vương tử quân tiến chân thái thần bân và trầm ngâm một lúc lâu, lúc này hắn mới cầm điện thoại bấm mọt dãy số cũng không dài. Điện thoại được nối thông, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ, hắn cười hỏi còn ở huyện Lô Bắc sao? Mạc Tiểu Bắc ở bên kia nghe được âm thanh của Vương Tử Quân, nàng trầm ngâm một chút rồi mới ử một tiếng. Sau khi xác định Mạc Tiểu Bắc còn ở huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân cười nói. Mẹ gửi cho anh ít tiền, nói là muốn hai chúng ta đi mua ít đồ, ngày mai anh về huyện Lô Bắc tìm em, chúng ta cùng đi mua đồ nhé. Dương quân tài nhìn từng dãy binh sĩ đứng trước mặt mà sinh ra cảm giác đắc ý, khi một tiếng chào được một vị quan quân lớn tiếng hô lên, từng đợt tiếng vỗ tay rộn rã vang lên. Tết đến gần thì công tác an ủi quân dân càng được đẩy mạnh, Dương Quân Tài là bí thư huyện ủy, hắn cũng dẫn theo lãnh đạo phòng vũ trang đi đến thăm hỏi các đơn vị chú quân, coi như thêm chút gạo thịt cho quân nhân đón Tết. Đối với tình huống Dương Quân Tài đến thăm non, các lãnh đạo quân nhân cũng rất nhiệt tình, tổ chức nghi thức hoan nghênh khá hoành tráng, càng mời Dương Quân Tài phát biểu vài lời, có thể nói là cực kỳ có thể diện. Dương quân tài ngồi trên đài chủ tịch mà trong lòng thật sự là Xuân Phong đắc ý, dù hắn lại thất bại trong công tác đối phó với vương tử quân, thế nhưng hắn thật sự không tổn thất quá lớn. Hơn nữa đối phương đang ở thành phố Sơn Viên, thật sự không có lực ảnh hưởng quá lớn đến huyện Lô Bắc, mà mình càng thêm có lực khống chế huyện Lô Bắc. Hội nghị thường ủy mở rộng, sau khi tổ chức hội nghị thường ủy mở rộng, tôi xem thiếu tử Đông Anh sao có thể ở lại huyện Lô Bắc. Dương quân tài lật bản thảo trong tay, hắn thầm đắc ý nghĩ đến tiếu tử đông sau khi ho khan một tiếng hắn bắt đầu lên tiếng nhưng khi hắn ngẩng đầu lên một hình bóng áo xanh chợt lọt vào mắt hắn quân trang mùa đông nhìn qua có vẻ khá mập nhưng người kia mặc lên người lại làm cho kẻ đối diện cảm thấy đó như một bức tranh dù đứng xa không nhìn thấy rõ ràng gương mặt của đối phương thế nhưng dương quân tài dựa vào cảm giác của mình mà xác định đối phương là ai sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này không phải biết mình đến đây an ủi quân nhân thế là đặc biệt đến gặp mình. Dương Quân tài nghĩ đến lý do này mà cảm thấy trái tim đập mạnh lên vài phần. Đúng, chính là như vậy, nếu không với thân phận và tích cách của nàng, ai có thể bắt nàng ra đứng ở chỗ này. Dương Quân tài càng thêm khẳng định phán đoán của mình, chỉ sau phút chốc thì hắn giống như càng thêm nhiệt huyết, càng thêm đoan chính, giọng điệu càng cao vút và càng có lực. Thưa các vị thủ trưởng, các đồng chí, sắp năm hết Tết đến tôi đại biểu cho huyện ủy chính quyền huyện Lô Bắc đến đây ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe mọi người. Dương quân tài tuy chủ yếu nhìn vào bản thảo, nhưng hắn cũng không quên bỏ ra chút thời gian để đảo mắt nhìn xuống hình bóng bên dưới, trong lòng càng thầm hiểu vì sao người kia lại xuất hiện ở đây. Nghe nói nàng sắp kết hôn với vương tử quân, chẳng phải nàng không đồng ý đấy chứ. Nếu thật sự là như vậy thì sẽ là cơ hội tốt của mình, dựa vào vị trí của mình trong gia tộc, nếu như mình có thể kết hợp với nàng, đây chính là nâng cao thực lực của chính mình, tin chắc ai cũng gật đầu tán thành. Dương Quân Tài lúc này giống như một con rồng, hắn đọc bản thảo càng thêm rõng rạc, nhưng chỉ sau một lát thì bản thảo chỉ còn lại vài hàng chữ ngắn ngủi. Con bà nó, là ai viết bản thảo này, vào đúng thời điểm ông đang cần ra vẻ thì lại sắp hết. Dương Quân Tài cảm thấy rất căm tức, hắn thật sự bất mãn, đã hồn nhiên quên mất chính mình rất ghét bỏ những bản thảo quá dài tuy dương quân tài thẩm oán trách nhưng vẫn dùng hết tâm tư để đọc cho xong bản thảo tranh thủ không làm cho mình mất mặt nhưng khi đọc đến câu cuối cùng hắn chợt thấy một chiếc santana dừng lại trước đó không xa mà hình bóng đứng trong giám quân nhân lại chạy về phía chiếc xe như chìm én mùa xuân dương quân tài nhìn về phía chiếc xe ở hàng ghế phía trước có một hình bóng làm hắn cực kỳ khó chịu sao lại là hắn sao hắn lại đến dương quân tài chợt nghĩ như vậy hắn cảm thấy thật sự ngạc nhiên lại quên mất mình đang đứng diễn thuyết. Nhưng sau giây phút kinh ngạc thì hắn lại cảm thấy khổ sở, thì ra người ta vốn cũng không phải đến xem mình diễn thuyết, chẳng qua chỉ là chờ người mà thôi. Dương Quân Tài cố gắng áp chế cảm giác tức giận của mình, hắn vẫn kiên trì đọc xong bản thảo nhưng so với tình huống rõng rạc vừa rồi thì khác xa, bây giờ cực kỳ vô lực. Những lời nói cuối cùng chúc xuân an lành, muôn nhà hạnh phúc của hắn giống như làm người ta cảm thấy không được tự nhiên khi dương quân tài bi hài kết thúc những lời phát biểu thì mạc tiểu bắc và vương tử quân đang chạy xe về trung tâm huyện lô bắc vương tử quân lái xe mạc tiểu bắc lẳng lặng ngồi ở vị trí kế bên khoảng thời gian này em thế nào vương tử quân thấy mạc tiểu bắc không nói lời nào hắn khẽ cười và mở miệng cũng không quá tệ mạc tiểu bắc khẽ gật đầu nàng trả lời vương tử quân bằng vài chữ nếu như là những cô gái khác thì sẽ lợi dụng cơ hội này để hỏi vương tử quân sống thế nào có tốt không sau đó sẽ thay đổi chủ đề hai người sẽ không rơi vào tình huống xấu hổ nhưng lúc này mạc tiểu bắc lại trực tiếp nói một câu phá hỏng bầu không khí vương tử quân đã sớm hiểu cá tính của mạc tiểu bắc hắn cũng không cảm thấy bất ngờ hắn khẽ cười nói bên ngoài trời lạnh không phải anh nói đến sẽ gọi điện thoại cho em sao em muốn sớm gặp lại anh mạc tiểu bắc khẽ nghiêng đầu dùng giọng nghiêm trang nói giọng điệu của nàng trong trẻo không mềm mại nhưng những lời lạnh băng của nàng lại làm cho vương tử quân cảm nhận được lửa nhiệt tình. Khi dương quân tài còn chưa thấy anh đến thì nói rất hay. Khi vương tử quân đang rơi vào trong bể tình ấm nóng thì âm thanh trong trẻo lại vang lên. Khi nào thì em quay về thủ đô. Vương tử quân cũng muốn nói vài lời tình cảm, thế nhưng khi hắn nhìn vẻ mặt lẳng lặng của mạc tiểu bắc, những lời tình cảm thường dùng với các cô gái khác lại không thể nói nê lời cuối cùng chỉ nói ra vài chữ như vậy mà thôi ít nhất cũng phải là ngày mốt ông tự mình gọi điện thoại đến cho em mạc tiểu bắc nghĩ đến ông nội thì khẽ thẻ lưỡi ra gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút thông minh nhanh nhạy vương tử quân nhìn biểu hiện của mạc tiểu bắc lúc này mà cảm thấy rất thoải mái hắn chưa phát giác ra tình huống mình đặt tương lai sang một bên hắn khẽ nói mẹ chồng của em gửi cho anh ít tiền nói hai chúng ta nên tranh thủ thời gian này mua chút đồ vương tử quân nói trong lòng chợt sinh ra ý nghĩ muốn trêu chọc mạc tiểu bắc hắn nói nhưng cũng không có quá nhiều tiền chúng ta cần phải tiêu xài tiết kiệm mới được không sao em có tiền cô tần của anh mỗi tháng đều gửi cho em mạc tiểu bắc nhìn vương tử quân rồi nói khụ 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 tiếng ho khan từ miệng vương tử quân truyền ra cái gì là cô tần của anh Lúc này hắn rất hối hận vì mình nhắc đến tiền, thế là hắn ho khan để che giấu vẻ xấu hổ của mình. Hơn 20 phút sau thì hai người đi đến diều huyện thành huyện Lô Bắc, Phương Tử Quân vừa chạy vào thì nghe thấy tiếng lộp bộp, hắn và Mạc Tiểu Bắc ngồi trong xe cũng liên lục rung lắc qua lại. Vương Tử Quân dừng xe xem xét, hắn đưa mắt nhìn, thấy lúc này con đường đang được tu sửa, đủ mọi dụng cụ đặt ra đường. Sửa đường, Vương Tử Quân có ý nghĩ như vậy, hắn nhìn đống bừa bộn trước mắt mà có chút bực mình vì con đường này được tu sửa vào năm ngoái, bây giờ cần gì phải tu sửa lại. Thế là vẻ mặt hắn có chút âm trầm. Vương tử quân không nói gì, hắn lui xe lại, đi theo một đường khác vào trong cây ếch vực buôn bán ở huyện Lô Bắc. Lần này hắn quay đầu không chút thoải mái, thế nhưng khi đi lại và thấy thêm vài con đường bị đào móc, hắn không khỏi cảm thấy bức bối. chương 337 chặt một thân cây gieo xuống ba hạt. Tuy đường không dễ đi nhưng vì sắp đến Tết cho nên người đi đường cũng nhiều hơn, có thêm chút không khí năm mới, hàng quán đều bán những món đồ Tết. Điều này làm cho Mạc Tiểu Bắc và Vương Tử Quân muốn mua vài món đồ cho mình cảm thấy có chút khó xử. Cái này rất đẹp. Mạc Tiểu Bắc dừng chân trước một quầy hàng nhỏ, nàng chỉ vào một cái tượng đất nói. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không dám những thứ mà Mạc Tiểu Bắc nói rất đẹp là không đẹp, hắn cũng không nói hai lời mà nhanh chóng rút tiền mua một cặp búp bê cực kỳ ngây thơ xinh đẹp đang hôn nhau, sau đó cầm lấy. Chủ tịch Vương, tôi là Cẩm Hồ, anh đang ở đâu, tôi đến đón anh nhé. Âm thanh quen thuộc của Lý Cẩm Hồ vang lên trong điện thoại, tuy cách nhau một chiếc điện thoại thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể cảm nhận được tâm tình kích động không thôi của Lý Cẩm Hồ. Vương Tử Quân cười cười, khi hắn đi đến trường đảng học tập thì Lý Cẩm Hồ là người đến thăm hỏi và gặp mặt nhiều nhất, tuy lý cẩm hồ không bàn về công tác thế nhưng vương tử quân biết lý cẩm hồ ở huyện lô bắc cũng không khá giả sung sướng gì dù sao thì tôn quốc lương cũng đã dựa vào dương quân tài tạo nên áp lực không nhỏ với hắn tôi đang đi dạo phố cũng không làm phiền các anh thế này đi các anh ở chỗ nào cứ nói tôi biết lát nữa tôi sẽ qua vương tử quân nói xong thì mỉm cười cúp điện thoại khoảnh khắc khi vương tử quân cúp điện thoại một bóng người tiến lên va chạm vào người hắn sau đó nhanh chóng bỏ chạy khoảnh khắc khi hai bên va chạm hắn không kịp có phản ứng mặc tiểu bắc ở bên cạnh chợt lóe người lên chiếc giày đá mạnh về phía bóng người kia bốp khi bóng người bỏ chạy ngã xuống đất thì từ phía đối diện có hai người chạy đến bọn họ nhanh chóng bắt tên vừa ngã xuống đất lại dám trộm cắp ở nơi đây xem như tết năm nay đừng hòng về nhà hai người tiến lên ép tên tội phạm nằm sát xuống đất một người lên tiếng khiển trách nhưng lúc này vương tử quân cũng không nhìn tên trộm, hắn đưa mắt nhìn về phía một cảnh sát đứng bên cạnh. Nữ cảnh sát có bộ ngực cao ngất, gương mặt tinh xảo và có mang theo vài phần khí khái anh hùng. Vương tử quân đã lâu rồi không được gặp đỗ tiểu trình, hắn cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, thế là nở nụ cười, cũng không quên trêu chọc. Tiểu trình, đã lâu không gặp, tôi nghĩ cô sẽ đi đến công tác ở huyện Lân Cận, không ngờ vẫn cắm dễ ở huyện Lô Bắc, rất tốt, đây mới được gọi là cảnh sát tốt khi thấy vương tử quân thì đỗ tiểu trình thật sự có chút sướng sờ, vẻ mặt lộ ra chút huyết sắc đã lâu chưa từng có, ánh mắt cũng sáng lên vì kích động. Không ngờ lúc này mình lại đụng mặt đối phương ở đây, thế là nàng vô tình trở nên e lệ, sợ hắn cảm thấy hành vi bắt tội phạm của mình là quá lỗ mãng Lúc này gương mặt đỗ tiểu trình có hơi ửng hồng, nàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn thấy mạc tiểu bắc đang đứng bên cạnh vương tử quân không xa, thế là trong lòng giống như bị ai đó bóp chặt, từng cảm giác sợ hãi đánh úp lại, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại. Khoảng thời gian này Đỗ Tiểu Trình có chút cảm giác sợ về nhà, mỗi ngày về nhà thì mẹ đều thu xếp cho nàng một bàn thức ăn ngon, sau đó cẩn thận hỏi. Con gái ngoan, cậu trai vài ngày trước giới thiệu cho con thế nào rồi? Ánh mắt lấp lánh và chờ mong của mẹ làm cho Đỗ Tiểu Trình thật sự sinh ra cảm giác lo sợ không yên, nàng dùng ánh mắt lúng túng nhìn mẹ, cố gắng làm mặt quỷ để lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng sự việc cứ tiếp diễn như vậy lâu lâu mẹ mình lại có chút nóng lòng nếu nói một cách khách quan thì với điều kiện của đỗ tiểu trình những người kia cũng rất xứng điều kiện cũng thật sự không tệ nhưng nàng giống như một bức tượng gỗ căn bản không nhập tâm không có chút cảm giác khi đêm dài người tính đỗ tiểu trình nằm trên giường và tự hỏi lòng không thể không thừa nhận thật ra vương tử quân là một cái cớ của nàng nhưng nàng lại giấu chặt trong lòng mà không dám hỏi hắn Đỗ Tiểu Trình nghĩ rằng đối với một người phụ nữ, tình cảm chân thành tha thiết nhất trong đời có lẽ chỉ phó thác cho một người đàn ông, mà cảm giác của nàng, tình cảm của nàng giống như bị tên khốn kia cướp đi sạch sẽ. Đỗ Tiểu Trình nhìn thấy biểu hiện của cô gái bên cạnh Vương Tử Quân, nàng cảm thấy có lẽ đó là người phụ nữ mà hắn quan tâm, thế cho nên trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác ê ẩm muốn khóc, nàng cũng không còn thẹn thùng mà cứng rắn đáp lễ. Bản thân tôi phụ trách chị An, tốt hay không tốt cũng vậy mà thôi đó là trách nhiệm đỗ tiểu trình nói ra những lời như vậy rồi nhanh chóng đẩy tên trộm đồ về phía trước này anh bạn đừng quá quan tâm đỗ tiểu trình đang rất nén giận cô ấy vừa bị điều từ đội cảnh sát hình sự sang cảnh sát tuần tra cũng không phải cố ý nhắm vào anh đâu đồng sự thấy đỗ tiểu trình không nói một tiếng cảm ơn hắn cũng không nhấc chân bỏ đi mà lập tức lên tiếng hòa giải tuy không phải là cảnh sát nhưng vương tử quân cũng biết rõ trong cục công an thì quan trọng nhất và để cho người ta đưa mắt nhìn chính là đội cảnh sát hình sự. Đỗ Tiểu Trình bị điều từ đội cảnh sát hình sự xuống đồn công an, rõ ràng là xuống chức, hèn gì mà ánh mắt của nàng giống như có phủ một tầng hơi nước. Khi Vương Tử Quân đang định hỏi xem có việc gì xảy ra thì tên cảnh sát đi theo Đỗ Tiểu Trình đã nhanh chóng bỏ đi, ngay sau đó biến mất trong đám người. Xảy ra sự kiện như vậy thì Vương Tử Quân cũng không còn tâm tư đi dạo trên đường, hắn và Mạc Tiểu Bắc rời khỏi con đường náo nhiệt, Cả hai lên xe chạy về phía quán Giáp Ngư Thôn. Vì còn chưa đến giờ cơm nên khi Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đến thì trong Giáp Ngư Thôn cũng không có vài người. Vương Tử Quân dựa theo thông tin mà Lý Cẩm Hồ đã nói, hắn đẩy cửa vào phòng. Lúc này trong phòng có thể nói là khói xương lượn lờ, không những có Lý Cẩm Hồ và Tiếu Tử Đông, còn có Liên Giang Hà. Ba người ngồi đó nói chuyện, khi thấy Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đi vào thì bọn họ vội vàng đứng lên. Ngồi đi, ngồi đi. Vương tử quân phất tay với ba người Lý Cẩm Hồ, hắn không khách khí ngồi xuống một chiếc ghế. Mạc Tiểu Bắc không phải là hạng người tám mặt lung linh, nàng chỉ khẽ gật đầu lễ phép với ba người Lý Cẩm Hồ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Vương tử quân. Nếu như là người bình thường thì tư thế thát lễ như vậy sẽ làm cho đám người tiếu tử đông sinh ra phản cảm, nhưng Mạc Tiểu Bắc lại tỏ ra vô cùng tự nhiên, làm cho người ta sinh ra cảm tưởng rằng mọi việc nên là như thế. Tôi giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Mạc Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, đây là đồng sự của anh." Vương tử quân đơn giản giới thiệu Mạc Tiểu Bắc, sau đó hắn cười nói với ba người thiếu tử đông. Vương tử quân rất ít khi đưa những cô gái đến các trường hợp thế này, nhóm người thiếu tử đông thấy Vương tử quân dùng giọng điệu và thái độ long trọng để giới thiệu Mạc Tiểu Bắc, trong lòng thầm biết có chuyện gì xảy ra, thế cho nên nụ cười trên mặt càng sáng lạn vài phần. Vương tử quân ngồi xuống rồi nhanh chóng nhìn Liên Giang Hà và đặt câu hỏi. "Cục trưởng Liên vừa rồi tôi gặp mặt đỗ tiểu trình rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vì sao cô gái kia lại bị điều xuống đồn công an vương tử quân tuy hỏi khá bình thường thế nhưng liên giang hà lại không dám chậm trễ lão tranh thủ thời gian báo cáo cho vương tử quân chủ tịch vương vài ngày trước tiểu trình thả một người phá hoại kiến thiết vườn cây ăn quả văn phòng huyện ủy yêu cầu quản lý nghiêm túc tôi muốn đưa cô ấy vào văn phòng lánh nạn ai ngờ cô ấy không như người thường chủ động yêu cầu xuống đồn công an công tác quyết định xuống cải thiện hoàn cảnh chị An, nhất quyết không đi đến văn phòng cục công an. Phá hoại kiến thiết vườn cây ăn quả, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cái gì mà phá hoại cây ăn quả, không phải là kế hoạch 315 của huyện sao? Có những nông dân không muốn biến đất hoa màu của mình thành vườn cây ăn quả, thế cho nên mới có tình huống như vậy. Tiếu tử đông ngồi đối diện với vương tử quân rồi cười lạnh nói. Tiếu Tử Đông tuy nói không nhiều nhưng từng câu từng chữ cũng đủ giải thích rõ về tình huống phổ biến kế hoạch 315 ở huyện Lô Bắc. Lý Cẩm Hồ ngồi bên cạnh tiếp tục lên tiếng. Nhằm đẩy mạnh tiến độ áp dụng kế hoạch 315 mà xã Hà Loan đã làm công tác tuyên truyền phát động cực kỳ đặc sắc, quảng cáo khắp nơi, cái gì là phá một gốc cây, gieo ba hạt sẽ xây được nhà và nuôi con ăn học nên người. Tôi nghe nói những lời quảng cáo này đều là triệu trung trạch tự mình tổng kết trước mặt tất cả cán bộ trong hội nghị toàn thể ở xã Hà Loan. Nghe nói đến bây giờ đã có 78 người bị bắt về đồn công an. Vương Tử Quân xem như có chút ấn tượng về Triệu Trung Trạch, khi đi đến thị sát xã Hà Loan thì Triệu Trung Trạch từng chủ động dựa về phía hắn, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nếu nói một cách khách quan thì người này cũng có năng lực, nhưng đối phương vì muốn đạt được mục đích mà căn bản không từ thủ đoạn, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút mất vui, tất nhiên sẽ không tiến thêm một bước trong quá trình kết giao khi vương tử quân đang xem xét về triệu trung trạch, vì nói đến vấn đề giam cầm nên liên giang hà xoa xoa bàn tay dùng giọng bất an nói. Chủ tịch vương, bây giờ công tác của cục công an cũng làm cho tôi cảm thấy rất lo lắng. Liên giang hà muốn nói gì, vương tử quân biết rất rõ, hắn phất phất tay với liên giang hà rồi nói. Tôi biết rất rõ điều này. Liên Giang Hà tuy là người có năng lực, uy tín cũng không kém, nhưng đối thủ của lão ở cục công an cũng không phải đều là kẻ ngốc. Trước kia khi có Vương Tử Quân thì lão còn có thể áp chế được cục diện, bây giờ không còn Vương Tử Quân, thậm chí không còn Đỗ Tự Cường, làm cho lão không còn chút sức lực kế tục. Hơn nữa nhóm người Lý toàn thành lại nhận được sự giúp đỡ to lớn của Bí thư Dương, vị trí của Liên Giang Hà thật sự bị uy hiếp, trở nên lung lay sắp đổ. Bầu không khí trong phòng rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau Vương Tử Quân mới cười nói. Hai ngày sau tôi sẽ kết hôn, cũng không phát thiết mời cho các anh nhưng đến lúc đó các anh nhất định phải đến thành phố Giang Thị uống ly rượu mừng. Chủ tịch Vương, anh kết hôn sao? Tiếu tử đông vừa nói ra khỏi miệng thì lại đột nhiên cảm thấy tình huống mình giật mình lên tiếng là không đúng. Cho đến nay hắn đều đặt Vương Tử Quân ở phương diện ngang với chính mình, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói mình kết hôn, hắn mới chợt nhớ lãnh đạo của mình vẫn chưa lập gia đình, chưa yên bề ra thất, nhưng ngay sau đó thì hắn cũng nhanh chóng có phản ứng hắn nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó vội vàng cười nói. Chúc mừng, thật sự chúc mừng, ly rượu mừng của Chủ tịch Vương thì tôi sẽ không thiếu thời gian, đến ngày anh kết hôn, chúng tôi dù có gặp mưa gió thì cũng mặc kệ, chắc chắn sẽ đến chung vui. Lý Cẩm Hồ cũng nhanh chóng cười hì hì chúc mừng Vương Tử Quân, nếu so sánh với hai người thiếu tử đông và Lý Cẩm Hồ thì Liên Giang Hà tuy mỉm cười nói nói nhưng trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Chủ tịch Vương kết hôn với người phụ nữ này, như vậy đứa nhỏ Tiểu Trình nên làm sao bây giờ? Vì có quan hệ tốt với Đỗ Tự Cường nên Liên Giang Hà trước nay luôn rất quan tâm đến Đỗ Tiểu Trình. Trong công tác hàng ngày thì lão thường thấy vẻ mặt Đỗ Tiểu Trình biến đổi khi nhắc đến Vương Tử Quân, thế là lão nhận biết ngay ra vấn đề. Có đôi khi lão cảm thấy Vương Tử Quân và Đỗ Tiểu Trình là kim đồng ngọc nữ, cũng là một đôi mà ông trời xe duyên tác hợp, nhưng lão cũng không ngờ rằng Vương Tử Quân đã có đối tượng rồi. Liên Giang Hà đặt ánh mắt lên người Mạc Tiểu Bắc, đây là một người phụ nữ lạnh lùng trong trẻo vào cực kỳ có khí thế anh hùng, lão không thể không thừa nhận, nếu nói về khí chất thì đỗ tiểu trình giống như thua kém cô gái ngồi đối diện này vài phần, cô gái kia ngồi cùng một chỗ với Vương Tử Quân thì thật sự càng thêm cân xứng. Vương Tử Quân cười cười nói vài câu vui cười với nhóm Tiếu Tử Đông, sau đó hắn trầm giọng hỏi: "Anh Tiếu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sao lần này anh lại mất kiên nhẫn như vậy?" Tiếu Tử Đông tuy đã chuẩn bị câu trả lời, thế nhưng lúc này hắn nghe thấy vương tử quân hỏi thì có chút trần trừ sau đó dùng giọng căm phẫn nói nếu cho loại người như triệu trung trạch tiến lên như vậy thiên lý ở đâu lưu thuận dương nói giọng điệu cứng rắn làm cho bầu không khí sinh động vừa được sinh ra đã nhanh chóng biến thành nặng nề đúng lúc này cửa bị đẩy ra một người bưng chai rượu đưa đến hắn dùng giọng nhiệt tình nói nghe nói chủ tịch tiếu và trưởng phòng lý ở đây tôi ngược lại đến góp rượu xem như cùng vui khi thấy rõ người vào là ai thì vẻ mặt tiếu tử đông chợt biến đổi sau đó nghiêng đầu đi không thèm nhìn trong quan trường thì dù gặp mặt đối thủ cũng phải cố gắng xưng anh em và thân mật với nhau một phen trừ khi có cửu hận quá sâu mới có thể vạch mặt như vậy tiếu tử đông là người trà trộn quan trường nhiều năm tất nhiên sẽ hiểu rõ đạo lý này bây giờ hắn không thèm nể mặt người đi vào rõ ràng hắn và người này đang đi trên một con đường không còn dư âm đường về Người kia căn bản như không quan tâm đến phản ứng quay mặt bỏ đi của Tiếu Tử Đông, hắn đi vào phòng không phải ép cho tên khốn luôn muốn chơi mình kia cảm thấy bức bối khó chịu sao? Hắn thầm nghĩ như vậy mà trong lòng thản nhiên hơn, nhưng khi hắn đang cười lạnh, hắn đưa mắt nhìn khắp phòng thì nụ cười trên mặt chợt đông cứng. Người này sao lại đến đây? Khoảnh khắc này giống như có một cây búa tạ đập vào lòng Triệu Trung Trạch. Trong huyện Lô Bắc thì Triệu Trung Trạch không sợ ai. Dù là bình thường hắn cần hầu hạ nhiều nhân vật thế nhưng nếu nói trắng ra thì hắn không bao giờ luống cuống và sợ hãi. Thử hỏi xem có tên nào chùi đít cho sạch sẽ, hơn nữa hắn là người nắm chuôi của người ta, hắn không gì cần phải sợ. Nhưng Vương Tử Quân thì khác, vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này lại làm cho hắn sợ hãi tận đáy lòng. Triệu Trung trạch nghĩ đến những tin tức từ trên tỉnh truyền xuống mà cực kỳ cảm khái, trăm phương ngàn kế như vậy vẫn không thể vặn ngã được người này chẳng lẽ đây là đại diện của loại người không thể nào vặn ngã. Hắn là người trải qua chuyện này, hắn biết rất rõ, những sự việc phát sinh trên tỉnh nhìn qua giống như không thể nào liên hệ với nhau, có lẽ đều do người này ra tay. Trần Hổ Đức xem như thân bại danh liệt, như vậy vẫn còn chưa đủ, con trai của Trần Hổ Đức sắc được đề bạt làm thường ủy thị ủy cũng rơi vào tình huống vui quá hóa buồn, thật sự không thể nào thành công. Tuy nguyên nhân của sự việc cũng chỉ là một tin đồn nho nhỏ, thế nhưng nó lại chính thức bóp chết tương lai của Trần Chính Vũ. Đối với việc xử lý Trần Chính Vũ thì Dương Quân Tài thật sự là có ý dùng ngàn vàng mua xương ngựa, thế nhưng cuối cùng vẫn là gà chạy trứng vỡ, cũng không cần nghĩ đến xương ngựa làm gì cho mệt. Vương Tử Quân ra tay quá độc ác, kết luận vụ này chính là Vương Tử Quân cho ra một đòn hiểm làm cho tất cả sắp xếp phía Dương Quân Tài hóa thành hư không. Triệu Trung Trạch cảm thấy mình rất may mắn, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ hoảng sợ, may mà chính mình cho ra ý kiến thế nhưng cũng không phải là người mặc giáp ra trận. Tôi tưởng là ai, thì ra là bí thư trung trạch, đến đây, đừng đứng đó làm gì. Vương Tử Quân thấy Triệu Trung Trạch cũng không tỏ ra tức giận, hắn mỉm cười chỉ vào chiếc ghế cách đó không xa, sau đó dùng giọng bình thản nói. "Chủ tịch, chủ tịch Vương, anh đã quay lại rồi à?" Triệu Trung Trạch cố gắng bình phục tâm tình của mình, đồng thời trong miệng lại nói hai câu thật sự không ăn nhập vào đâu trở về xử lý vài việc. Vương tử quân tươi cười trả lời một câu, sau đó hắn nói tiếp. Bí thư trung trạch, gần đây công tác rất bận rộn sao? Không bận, không bận. Triệu trung trạch cuối cùng cũng là người hai mặt, cảm giác sợ hãi vừa rồi đã bị quét sạch, hắn nhanh chóng chấn định, sau đó đặt chai rượu xuống rồi liên tục nói. Không bận là tốt, tôi biết rõ nếu nói bận nhất thì phải kể đến các vị lãnh đạo cơ sở, xã thị trấn các vị lãnh đạo dưới cơ sở đều là những người đứng trên đầu sóng ngọn gió, trực tiếp liên hệ với nhân dân, đại biểu cho hình tượng của đảng và chính quyền, công tác không dễ dàng gì. Vương Tử Quân kéo Triệu Trung Trạch ngồi xuống rồi dùng giọng quan tâm nói: nếu như trước kia lãnh đạo nói như vậy, hoặc lời này đổi thành của Dương Quân Tài thì Triệu Trung Trạch sẽ nhất định cảm thấy cực kỳ vui mừng. nhưng bây giờ người nói chính là Vương Tử Quân, thế là giống như gặp phải một làn gió chướng, toàn thân hắn cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy. Chủ tịch Phương, anh cứ yên tâm, có sự lãnh đạo chính xác của Đảng ủy chính quyền, có sự giúp đỡ của cán bộ và quần chúng, xã Hà Loan chúng tôi sẽ nhất định cố gắng, sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân. Chúng tôi sẽ lo mối lo của nhân dân, cùng nhân dân làm những công tác thực chất, tăng hiệu quả thực tế, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ mà Đảng ủy chính quyền giao phó cho xã chúng tôi. Triệu Trung Trạch cũng không quên nói ra những lời khách sáo để đối phó với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt cực kỳ quyết tâm của Triệu Trung Trạch, hắn khẽ gật đầu, sau đó hắn quay sang nói với Tiếu Tử Đông và Lý Cẩm Hồ. "Đồng chí Trung Trạch thật sự là rất tốt, có ý nghĩ trong công tác, có phương pháp rõ ràng, lại có sự nhiệt tình, rất đáng được mọi người học tập, hai người các anh cũng nên cho ra nhiều giúp đỡ đối với đồng chí Trung Trạch." Tuy hai người Tiếu Tử Đông có cái nhìn không tốt với Triệu Trung Trạch, thế nhưng khi thấy Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy, hai người bọn họ sao lại không gật đầu? Hơn nữa với những gì hai người bọn họ hiểu về Vương Tử Quân, đây cũng không phải là một người thích chịu thiệt. Chủ tịch Vương khách khí với Triệu Trung Trạch như vậy, có lẽ đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ để đối phó rồi, chẳng qua chỉ đào sẵn hố sâu để đối phương nhảy vào mà thôi. Nhất định, nhất định rồi, sự việc Chủ tịch Vương tự mình phân phó, tôi và Tử Đông sẽ cố gắng phối hợp toàn lực, nhất định sẽ ra sức giúp đỡ công tác của đồng chí Triệu Trung Trạch. Lý Cẩm Hồ thấy Tiếu Tử Đông không có dấu hiệu trả lời, thế là lên tiếng tỏ thái độ. Triệu Trung trạch tiến vào trong căn phòng này chủ yếu là muốn mượn vài ly rượu để làm nhục tiếu tử Đông và Lý Cẩm Hồ, tuy hai người này còn là thượng cấp của hắn, thế nhưng hai bên đã vạch mặt nhau, cần gì phải cố kỵ nhiều như vậy. Hơn nữa sau khi hai người này làm trễ nãi đường tiến thân của hắn, bây giờ hắn thật sự rất muốn phục thù. Nhưng hắn không ngờ vương tử quân lại có mặt ở chỗ này, thế cho nên bây giờ đã mất đi tất cả khí thế mà vừa rồi đã chuẩn bị sẵn lúc này triệu trung trạch nghe lý cẩm hồ nói ra những lời cố ý ra vẻ sẽ giúp đỡ công tác của xã hà loan thế là thiếu chút nữa thì tức giận đến mức mũi lệch sang một bên những lời vừa rồi hắn nói ra chủ yếu để khiêu khích hai vị lãnh đạo ở huyện lô bắc bây giờ lại nhận lấy một lời nói với hương vị khá đặc biệt thật sự có hơi khó chịu nhưng lý cẩm hồ đã nói ra như vậy dù hắn rất bực mình thì cũng chỉ có thể cảm tạ mà thôi các vị lãnh đạo đã quan tâm đến tôi như vậy kính xin mọi người sau này thường xuyên đến xã Hà Loan chỉ đạo kiểm tra công tác. Triệu Trung Trạch lúc này đã lên tiếng với giọng điệu cực kỳ đông cứng. Đều là người một nhà cả thôi, bí thư Trung Trạch, anh quá khách khí rồi. Vương tử quân vung bàn tay lên, ánh mắt rơi xuống chai rượu của Triệu Trung Trạch, hắn mở miệng nói. Bí thư Trung Trạch, anh đến mời rượu, chúng tôi nơi đây thậm chí còn chưa gọi món, cũng không thể để anh chờ lâu được vương tử quân nói ra những lời này thì triệu trung trạch xem như thở dài một hơi thầm nói các người nhanh lên một chút tôi cũng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này nhưng vương tử quân dừng lại một chút rồi nói tiếp vậy thì thế này mỗi người ba ly sau khi uống xong thì trung trạch có thể đi đâu thì đi vương tử quân nói sau đó lại yêu cầu nhân viên phục vụ dọn ly rượu ra bàn cũng đặt trước mặt triệu trung trạch vài ly trước kia đi mời rượu tất nhiên cũng phải có vài món nhắm nhưng bây giờ Triệu Trung Trạch chỉ có thể đưa mắt nhìn nhóm người vương tử quân đang ngồi cười tủm tìm ở bên kia, sao không cảm thấy mình giống như phạm sai lầm lớn đến để uống rượu bồi tội. Hắn dù cảm thấy cực kỳ uất ức, thế nhưng tình thế ép người, hắn cũng chỉ có thể kiên trì cho qua mà thôi. Sau khi nghiêm trang uống với vương tử quân, tiếu tử đông và lý cẩm hồ 12 ly rượu, Triệu Trung Trạch cuối cùng mới xem như thoát thớ, nhưng khi đi ra khỏi phòng thì giống như bị đánh đòn đau, cực kỳ khó chịu. Chủ tịch vương tôi mời ngài một ly. Tiếu tử đông chờ triệu trung trạch đi ra khỏi phòng thì vẻ mặt trở nên tươi cười hớn hở, hắn nâng ly rượu lên mời vương tử quân. Vương tử quân cười cười, hắn cũng nâng ly rượu lên, bốn chiếc ly cụng vào nhau. Nếu so sánh với nhóm người vương tử quân ăn uống vui vẻ ở phía bên này, triệu trung trạch sau khi rời khỏi phòng thì trong lòng lại bị một chuyện khác đẻ ép, chính là hai ngày nữa sẽ mở hội nghị thường ủy mở rộng để thông qua sự kiện mình tiến vào vị trí thường ủy huyện ủy. Nếu như vương tử quân chưa tới thì triệu trung trạch còn có thể nắm chắc, nhưng bây giờ tên khốn kiếp chuyên gia gây hỏa kia đã quay lại, như vậy bí thư dương còn có thể khống chế tự nhiên được không? Nếu như có thể thì tất nhiên mọi việc sẽ đều là vui vẻ, nhưng nếu như không khống chế được, như vậy sẽ là một sự kiện mang tính tai nạn cao độ với mình. Không thể vào trong hàng ngũ thường ủy huyện ủy, cho dù là dương quân tài coi trọng mình thế nào thì chính mình cũng chỉ là một bí thư đảng ủy xã nhưng nếu vào được thường ủy thì sẽ là một sự kiện hoàn toàn khác trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy triệu trung trạch vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho dương quân tài sau khi điện thoại nối thông thì hắn dùng giọng không thể chờ đợi được để báo cáo bí thư dương vương tử quân đã quay lại dương quân tài ở đầu dây bên kia có chút trầm ngâm giọng điệu lại khá trầm thấp hắn nói một câu đã biết rồi sau đó phân phó triệu trung trạch nhanh chóng đến phòng làm việc của mình một chuyến tuy tiệc rượu đã dọn xong nhưng Triệu Trung Trạch vẫn không dám chối từ mệnh lệnh của bí thư Dương Quân Tài. Hắn lập tức lấy lý do rời khỏi khách sạn, yêu cầu lái xe chạy nhanh về phía văn phòng huyện ủy. Khi hắn đi đến phòng làm việc của Dương Quân Tài thì phát hiện bên trong có nhiều người, không chỉ có bí thư Dương, còn có lưu truyền Pháp và tôn quốc lương. Bí thư Dương, Triệu Trung Trạch khẽ lên tiếng bắt chuyện, sau đó hắn đứng lại trước ghế sa lông như một học sinh tiểu học. Vẻ mặt Dương Quân Tài rất nghiêm túc, Hắn khẽ phất tay với Triệu Trung Trạch, tỏ ý cho Triệu Trung Trạch ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói. Vương Tử Quân quay về vào thời điểm quan trọng này, điều này nói rõ hắn về vì hội nghị thường ủy mở rộng, mục đích đã quá rõ ràng, không phải muốn làm chỗ dựa cho Tiếu Tử Đông sao? Hừ. Phòng làm việc của Dương Quân Tài có điều hòa nhiệt độ, bầu không khí luôn được điều hòa, nhiệt độ tăng lên, thế nhưng gương mặt lạnh lẽo của Dương Quân Tài thì lại làm cho người ta cảm nhận được mùa đông giá rét bên ngoài lúc này bí thư dương đối diện với người của mình trong ban ngành thường ủy hắn tỏ ra tức giận không phải nói là cực kỳ tức giận dương quân tài thấy mọi người không nói lời nào thì đưa mắt nhìn lưu truyền pháp nếu nói quan hệ thân thiết thì lưu truyền pháp chính là người thân cận nhất của hắn bí thư dương tôi cảm thấy sự việc này không có gì phải lo lắng vương tử quân quay lại thì thế nào anh đang đang rời cương vị để đi học tập cho dù quay về cũng không được tham gia hội nghị thường ủy mở rộng Lưu Truyền Pháp khẽ ho khan một tiếng rồi nói. Lưu Truyền Pháp nói thật sự là một chất xúc tác, sau khi nói xong thì Tôn Quốc Lương tiếp tục. Chủ nhiệm Lưu nói đúng, Vương Tử Quân tuy trước mắt là chủ tịch huyện, nhưng bây giờ đang ở vào thời điểm cách chức học tập, căn bản không thể tham dự vào những gì đang xảy ra ở huyện Lô Bắc. Cho dù hắn đến đây thì cũng chỉ có thể đứng ngoài hội nghị thường ủy, căn bản không có quyền bỏ phiếu. Tôn Quốc Lương nói đến đây thì khẽ cười nói. Bí thư Dương tôi thấy ngài quá cẩn thận thành quen rồi, vương tử quân đến thì sao? Bây giờ anh ta cũng chỉ có một phiếu mà thôi. Sau khi vương tử quân rời khỏi huyện Lô Bắc thì Tôn Quốc Lương bắt đầu đứng cùng hàng ngũ với Tiếu Tử Đông, nhưng sau khi đám người các trường lễ liên tục cho ra áp lực, hắn lại xem xét thời thế, cuối cùng vẫn chọn Dương Quân Tài. Hắn coi như là một người đào ngũ, để cho đám người Tiếu Tử Đông dần biến thành một thế lực yếu ớt và cô đơn ở hội nghị thường ủy. Tôn Quốc Lương cũng không có gánh nặng tâm lý với sự kiện đào ngũ của mình, hắn là người trà trộn quan trường nhiều năm, những chuyện này là quá bình thường. Trên quan trường thì trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nếu liên quan đến lợi ích của bản thân thì sẽ không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Triệu Trung Trạch lúc này cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn đưa mắt nhìn Dương Quân Tài, hắn hắng giọng nói. "Bí thư Dương, tôi đồng ý với cách nhìn của hai vị lãnh đạo." Vương Tử Quân trở về thì trở về, hắn cũng không làm gì được. Theo tôi thấy thì Bí thư Dương ngài không bằng rộng lượng một chút, mời hắn một bữa cơm, tất nhiên bữa cơm này Bí thư Dương cũng phải làm sao cho chủ tịch Vương sinh ra cảm giác như đang ở nhà. Triệu Trung Trạch nói đến câu như đang ở nhà thì cố ý cường điệu, làm cho Lưu Truyền Pháp cười lên ha ha, mà lúc này ai cũng xem như hiểu ngầm câu nói của Triệu Trung Trạch. Khi ba người Lưu Truyền Pháp còn đang đắc ý thì Dương Quân Tài đã khẽ gật đầu. Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy nếu đơn giản buông tha cho Vương Tử Quân như vậy thì không có chút thoải mái. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói: "Chủ tịch Vương quay về, tôi cảm thấy chúng ta nên chào hỏi bí thư Trịnh." Dương Quân Tài nói chào hỏi thì ba người lưu truyền pháp đều biết đó là gì, huyện Lô Bắc mở hội nghị thường ủy mở rộng, thành phố An Dịch không thể không biết. Hơn nữa lần này Vương Tử Quân quay về huyện Lô Bắc, mục đích là gì thì tất nhiên không cần nói cũng biết, không bằng nhân cơ hội này cho hắn một vài giọt thuốc nhỏ mắt. Tuy không thể làm gì hắn nhưng dù sao cũng tốt hơn. Ba người lưu truyền pháp đều gật đầu, Dương Quân Tài cầm điện thoại gọi cho Trịnh Đông Phương, nhưng hắn còn chưa kịp gọi đi thì điện thoại đã vang lên. Alo, tôi là Dương Quân Tài. Dương Quân Tài tiếp điện thoại, hắn trầm giọng nói. Đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà vẻ mặt Dương Quân Tài chợt biến đổi, nhưng giọng điệu lại trở nên cực kỳ nhiệt tình. Chủ tịch Tử Quân, anh đã quay về huyện rồi sao? Thật sự là quá tốt anh đang ở đâu, tôi đến mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh. Lưu truyền Pháp và Tôn Quốc Lương đưa mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ đưa mắt nhìn Dương Quân Tài, dù Dương Quân Tài lúc này đang cười tươi hớn hở, thế nhưng nụ cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc. Cái gì, Chủ tịch Vương sắp kết hôn, chúc mừng anh, có gì anh cứ nói, anh là Chủ tịch huyện thì việc cưới xin cần phải làm sao cho thật sự có phong cách, hôn lễ của anh chính là sự kiện lớn của huyện Lô Bắc chúng ta, gương mặt của Dương Quân Tài trở nên cực kỳ dữ dợn, ngón tay cũng có chút run rẩy. À, hai ngày này anh chuẩn bị vật dụng cá nhân, tôi cũng không quấy rầy anh, ha ha, anh cứ bận rộn đi. Dương Quân Tài nói xong chữ cuối cùng thì vẻ mặt trở nên tái nhợt, hắn hổn hển dập điện thoại xuống bàn trong ánh mắt của tất cả mọi người. Trong phòng lặng ngắt như tờ, ba người kia đều không hiểu rõ ràng vì sao Dương Quân Tài lại nổi giận như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng của Dương Quân Tài thì không ai dám tiến lên tiếp nhận rủi ro dương quân tài hít vào vài hơi thật sâu sau đó hắn ngẩng đầu lên nói đặt mua vài vật dụng gia đình hừ hắn ở lại thì thế nào tôi cũng không tin hắn ta có thể làm gì được dương quân tài gõ lên mặt bàn sau đó dùng giọng cực kỳ oán hận nói bầu không khí căng thẳng ở huyện lô bắc dần trở nên quái dị tin tức vương tử quân quay về lập tức được khuếch đại đi không biết bao nhiêu lần hầu như chỉ trong thời gian nửa giờ thì ai cũng biết tin vương tử quân quay về hội nghị thường ủy mở rộng sắp được tổ chức vào đúng thời điểm này thì vương tử quân lại quay về dù là ai cũng có một suy nghĩ như nhau làm sao không rõ bọn họ quay về vì vấn đề gì nhưng khi tất cả mọi người chờ đợi vương tử quân hành động thì vương tử quân lại làm giống như những gì mình nói đi dạo khắp đường lớn ngõ nhỏ ở huyện lô bắc bộ dạng đặt mua những dụng cụ gia đình dành cho người sắp kết hôn dù ai gọi điện thoại mời cơm cũng từ chối hắn nói mình sắp kết hôn cần phải đặt mua vài món đỡ phải lãng phí những ngày nghỉ quý giá. chương 338, hết sách họng không bằng làm gì đó. Tử quân, chẳng lẽ anh thật sự có ý nghĩ đặt mua những thứ kia? Tuy không thích phương diện chính trị nhưng Mạc Tiểu Bắc cũng không phải không hiểu, nàng buông một chiếc áo lông màu hồng xuống rồi khẽ hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cất điện thoại vào trong cặp, sau đó hắn cầm lấy tai Mạc Tiểu Bắc, lại cúi sát bên tai nàng nói. Tất nhiên là đặt mua rồi, chẳng qua là mua ở huyện Lô Bắc, xem như để cho vợ phải uất ức. Mạc Tiểu Bắc rút bàn tay nhỏ của mình ra khỏi tay Vương Tử Quân, hai ngày qua Vương Tử Quân đi đặt mua đủ mọi sản phẩm, nàng phát hiện hắn luôn tỏ ra cực kỳ thoải mái, lúc nhàn rỗi không có việc gì thì thường xuyên nắm tay hay hôn lên má nàng. Điều này làm cho nàng sinh ra rung động, nhưng cảm giác bên trong lại thật sự là hạnh phúc, say mê. Anh đến huyện Lô Bắc không phải vì chuyện của tiếu tử đông sao. Mạc Tiểu Bắc ngẩng đầu lên nhìn Vương Tử Quân. Đó là thứ yếu, quan trọng là đi mua đồ với vợ. Vương Tử Quân nói, sau đó hắn thấy một chiếc áo lông màu đỏ, gương mặt tươi cười chợt trở nên có chút mê ly. Tuy hắn có thể khẳng định không có liên quan gì đến bất kỳ thứ gì khác, thế nhưng kiểu dáng rất giống, lại làm cho hắn thấy được hình ảnh đã chôn giấu trong lòng không biết bao nhiêu năm. Tiếp trước dưới ánh nến hồng, không phải nàng mặc một bộ áo như vậy si ngốc ngồi chờ mình trong phòng sao lúc này áo vẫn như trước nhưng người và vật không còn mình và nàng là vợ chồng vào kiếp trước nhưng kiếp này giống như là hai con người đi về hai hướng khác biệt làm bất cứ điều gì cũng phải cố gắng toàn lực mới hoàn thành được em cảm thấy anh không nên cứ tiếp tục đi theo em như thế này mau xử lý tốt sự việc rồi nói sau mạc tiểu bắc không nhìn ra vẻ mê mang của vương tử quân nàng vẫn khẽ khuyên nhủ không cần chỉ cần anh quay về huyện lô bắc thì quá đủ rồi Vương tử quân cầm chiếc áo đo trong tay mà ngượng ngùng mang theo chút tự tiểu như hắn khoác chiếc áo đỏ lên người mặc tiểu bắc rồi khẽ nói. Khi kết hôn, em mặc một chiếc áo thế này nhé. Mặc tiểu bắc thật sự trừng mắt lên với một lời nói mang phong cách mệnh lệnh thế này của vương tử quân, thế nhưng cũng không nhịn được phải nở nụ cười, khóe miệng vỉnh lên, sau đó gật đầu đồng ý. Tuy chiếc áo này nhìn qua rất quê mùa, ngoài trừ nét đáng chú ý chính là trang sức long phục, nhưng nếu hắn chọn lựa nó thì nàng sẽ không phản đối đều nói phụ nữ hấp dẫn với đàn ông nhất khi nửa che nửa đậy, đàn ông cũng giống như vậy, Mạc Tiểu Bắc sinh ra ý nghĩ như vậy mà cảm thấy có chút hứng thú. Nhân viên cửa hàng nhìn bộ dạng thân mật tình cảm của hai người mà không khỏi nhếch miệng cười, lúc mới bắt đầu thì người thanh niên kia còn cầm thứ này hỏi thứ kia, chuyên xem xét những món xa hoa đắt tiền, mình còn tưởng rằng đây là khách sộp. Không ngờ bây giờ đã biểu hiện đầu voi đuôi chuột, cuối cùng chọn một chiếc áo đỏ giá rẻ cho xong việc một cô gái xinh đẹp như vậy rơi vào trong tay của loại người thế này thật sự là đáng tiếc. dưới những lời thầm cảm khái của cô nhân viên phục vụ, vương tử quân bỏ tiền ra mua một chiếc áo đỏ, sau đó cùng nắm tay mặc tiểu bắc đi sang một cửa hàng khác. thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến thời điểm tổ chức hội nghị thường ủy mở rộng. trước đó dương quân tài đã đặc biệt gọi điện thoại mời vương tử quân tham gia, nhưng vương tử quân lại nhanh chóng nói lời từ chối. Vào thời điểm mà đám cán bộ cảm thấy nó cực kỳ quan trọng như thế này, Vương Tử Quân vẫn kéo tay Mạc Tiểu Bắc đi dạo khắp khu buôn bán trong huyện thành Lô Bắc. Chủ tịch Vương, Triệu Trung Trạch không được thông qua. Đến trưa thì Lý Cẩm Hồ gọi điện thoại đến, tuy hắn đang rất áp chế âm thanh của mình, thế nhưng giọng điệu hưng phấn lại không thể che giấu được. Vương Tử Quân không nói gì thêm, hắn cúp điện thoại, căn bản giống như không quá quan tâm. Hắn điềm nhiên như không đi với Mạc Tiểu Bắc chọn ga trải giường, nhưng lúc này bên tai Mạc Tiểu Bắc vẫn vang lên một câu của hắn. Chỉ cần anh ở huyện Lô Bắc, như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ Mạc Tiểu Bắc mới hiểu ý nghĩa câu nói đó của Vương Tử Quân. Soảng! Một chiếc bình xứ bị đập xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. Lưu truyền pháp đi theo sau lưng dương quân tài, hắn há hốc miệng muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở về. Hắn là tâm phúc của dương quân tài, hắn biết rõ dương quân tài rất nén giận, đừng nói dương quân tài là kẻ cao ngạo, dù là chính lưu truyền pháp hắn cũng khó thể nào nén giận được. Vương tử quân nếu như cùng dương quân tài tiến ra lôi đài, hai bên tử chiến và dương quân tài thảm bại, như vậy dương quân tài cũng sẽ không tức giận đến mức như lúc này. Thế nhưng vấn đề là vương tử quân căn bản không ra tay, đối phương còn đang vui mừng thảnh thơi đi chọn mua vật dụng kết hôn, điều này làm cho dương quân tài nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại tan vỡ. Điều này chẳng khác nào là một cái bà tai đánh mạnh lên mặt dương quân tài, nó làm cho một dương quân tài cao ngạo phải ngã dập đầu xuống đất. Sau khi vương tử quân rời khỏi huyện Lô Bắc thì dù là dương quân tài hay lưu truyền Pháp cũng nghĩ rằng bọn họ đã nắm giữ cục diện ở huyện Lô Bắc, thế nhưng kết quả hiện tại lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tranh lệch 20 mấy phiếu đối với nhóm ủy viên huyện ủy chỉ hơn 40 phiếu thì thật sự tính là áp đảo, tranh lệch quá lớn như vậy sao không làm cho dương quân tài nổi giận được. Soảng! Lại một bình hoa bị đập nát, Dương quân tài giống như một con sư tử nổi giận, hai mắt đỏ bừng bừng. Sao lại như vậy? Dương quân tài gầm lên với lưu truyền pháp, nếu như không phải là căn phòng này được cách âm cực kỳ hiệu quả, chỉ sợ cả khu văn phòng huyện ủy đều nghe thấy được tiếng thét gào của bí thư Dương. Lưu truyền pháp cũng không nói gì, lúc này hắn có thể nói gì được. Hắn cảm thấy dù nói lời an ủi thế nào thì cũng là không chút sức lực, vương tử quân đã xem như sắp rời khỏi vị trí chủ tịch huyện Lô Bắc, vì sao vẫn còn lực ảnh hưởng quá lớn như vậy. Bí thư Dương, điều này chủ yếu là vì vương tử quân có thành tích quá rõ rệt ở huyện Lô Bắc, làm cho lòng người hướng về phía mình, bọn họ vô thức ngã sang phía bên kia. Một âm thanh khẽ vang lên, khi âm thanh này xuất hiện thì Triệu Trung Trạch đi vào phòng với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Thật ra người đau lòng nhất vào lúc này chính là Triệu Trung Trạch, dù sao thì hắn cũng là người bị tổn thương nhất trong sự kiện lần này. Một danh sách trong thường ủy huyện ủy, đây thật sự là cực kỳ quan trọng với đám cán bộ cấp chính khoa hơn cả trăm tên trong huyện Lô Bắc. Bây giờ miếng ăn sắp vào miệng thì lại bị Vương Tử Quân đánh văng ra. Không được thông qua ở hội nghị thường ủy mở rộng, cho dù Dương Quân Tài có khơi thông quan hệ tuyến trên để bổ nhiệm cũng không được, dù sao thì có quan hệ vẫn phải thông qua con đường thực tế, hội nghị thường ủy mở rộng đã quyết định tất cả rồi. Nếu cưỡng chế thông qua bổ nhiệm, như vậy không phải chỉ là huyện Lô Bắc bị chê cười. Dương Quân Tài cũng bị người ta đánh giá về năng lực khống chế cục diện. Lưu truyền pháp nhìn gương mặt bình tĩnh của Triệu Trung Trạch mà không khỏi sinh ra cảm giác bội phục, đối phương có thể thu thập tâm tình bức bối của mình, lại còn có thể mở lời khuyên Dương Quân Tài, xem ra mình đã xem thường đối phương. Nếu như sự kiện này phát sinh trên người mình, hắn cảm thấy nếu không mất một hai ngày thì thật sự khó thể nào khôi phục lại như thường. Dương Quân Tài nhìn Triệu Trung Trạch, vẻ mặt trở nên bình tĩnh hơn, hắn vung vẫy hai tay, sau đó khẽ hạ tay xuống. Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi sống trong bóng tối của Vương Tử Quân? Tất nhiên không thể, Bí thư Dương, hội nghị lần này sở dĩ chúng ta tính sai cũng là vì thời gian của ngài ở huyện Lô Bắc này quá ngắn, kế hoạch 315 lại vừa mới phổ biến, chỉ cần ngài có thể tạo ra thành tích vượt mặt Vương Tử Quân, làm cho tất cả cán bộ thấy ngài mạnh mẽ hơn Vương Tử Quân ở phương diện phát triển kinh tế, như vậy Thiên Hạ huyện Lô Bắc sẽ là của ngài. Tôi cảm thấy hét lên bắt bọn họ phải làm theo chúng ta, không bằng phải làm ra cái gì đó cho bọn họ nhìn vào. Triệu Trung Trạch giống như đã thay đổi bộ dạng thấp kém vào thời điểm trước kia, hắn dùng một âm thanh cực kỳ có lực tác động để nói với Dương Quân Tài. Làm đại sự cần phải có đại trí. Dương Quân Tài nhìn hai bức thư pháp trong phòng làm việc của mình, hai mắt chợt giống như bị đốt cháy, hắn giống như tìm được tâm phúc của mình, hắn ngồi xuống ghế, lại rơi vào trầm ngâm. Chương 339 cười vui vẻ nhưng lòng đầy thương cảm. Lưu Truyền Pháp nghe hai người đối thoại với nhau mà đầu óc liên tục xoay chuyển, hắn đã biết Vương Tử Quân có lực ảnh hưởng thâm căn cố đế ở huyện Lô Bắc, dù Triệu Trung Trạch đã nói rất rõ ràng, dù thành tích của Vương Tử Quân là cực kỳ cao vời, khó thể phai mờ, nhưng Lưu Truyền Pháp thấy vẫn còn một mặt khác. Với tính cách khôn khéo hơn người của Triệu Trung Trạch, vì sao lại nói với Dương Quân Tài những lời như vậy? Lưu Truyền Pháp chợt cảm thấy hoài nghi hắn đưa mắt nhìn triệu trung trạch chợt thấy khóe miệng đối phương là nụ cười thản nhiên hắn nhìn nụ cười này và xem như hoàn toàn bừng tỉnh cho ra thành tích quan trọng nếu như dương quân tài thật sự cho ra thành tích quan trọng như vậy triệu trung trạch sẽ có cơ hội tiến thêm một bước trong phương diện tăng cường liên lạc với dương quân tài nếu thành tích được xác lập như vậy công lao của triệu trung trạch sẽ là khó tránh được có thành tích và có sự giúp đỡ của dương quân tài cho dù là một đêm hay nửa năm thì triệu trung trạch sẽ dễ dàng thượng vị hơn nữa còn tiến lên cao nhưng tất cả mọi thứ cần phải lấy cơ sở là dương quân tài có được thành tích nhưng triệu trung trạch đề nghị như vậy rõ ràng chỉ là vì cái trước mắt sẽ là chuyện tốt với dương quân tài sao trung trạch nói đúng không phải vương tử quân dựa vào thành tích để ảnh hưởng đến nhân tâm sao hắn có thể làm được thì tôi cũng làm được không tôi còn làm tốt hơn cả hắn dương quân tài ngẩng đầu lên giọng nói trở nên cực kỳ tự tin lại giống như có chút cố chấp lúc này chỉ còn cách Tết nửa tháng, trung trạch, truyền pháp, chúng ta cũng không nên cho ra động tác gì quá lớn, nhưng công tác chuẩn bị 150.000 con dê phải chuẩn bị xong trước Tết. Truyền pháp, anh đi khởi thảo một văn kiện, dựa theo tiến độ kế hoạch đã phân công cho tất cả các xã thị trấn để đốc thúc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trước Tết. Hoàn thành trước Tết, Lưu truyền pháp cảm thấy run người, 150.000 con dê được phân xuống cho các xã thị trấn trong huyện, từng xã thị trấn phải có ít nhất là 7-8.000 con nếu nhìn vào tình huống trước mắt thì toàn bộ số bò dê của huyện cũng chỉ là 5 sáu ngàn con mà thôi. Nhiệm vụ nặng nề như vậy sao có thể hoàn thành được? Đây không phải là phát động quần chúng đến tiếp nhận sao? Lưu truyền Pháp nghe nói gần đây trong huyện có lưu truyền một tin tức, đó là nếu để cho toàn bộ năm sáu trăm ngàn nhân dân huyện Lô Bắc ra đường đứng, sau đó lại thả 150 ngàn đầu dê ra, như vậy chẳng phải 4 năm người đuổi một con dê sao? Chật chật, Tình huống thế này phải nói là cực kỳ khí thế, thật sự đồ sộ. Lưu truyền Pháp nghĩ đến câu chuyện cười của nhân dân vào lúc trà dư tử hậu mà không khỏi cảm thấy lo lắng, hắn vô thức xin chỉ thị. Bí thư Dương, nếu như kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ thì thưởng phạt thế nào? Đúng, đối với những lãnh đạo cơ sở có đầu óc ngoan cố, công tác bất lực, chúng ta áp dụng nguyên tắc trước tiên thay đổi tư tưởng sau đó thay người, không đổi tư tưởng thì đổi người. Dương Quân tài dùng giọng lạnh lẽo nói ra một câu như vậy, sau đó hắn nói tiếp: Anh thông báo cho lãnh đạo ngân hàng nông nghiệp, quý tín dụng xã thị trấn, yêu cầu bọn họ đến họp ở phòng làm việc của tôi vào chiều nay. Lúc này tôi muốn mượn gà đẻ trứng, không những giải quyết tình hình khủng hoảng kinh tế ở huyện Lô Bắc chúng ta, còn phải lấy ra một khoản tiền lớn để kiến thiết huyện thành huyện Lô Bắc, chúng ta cần phải thay đổi hình tượng cũ, biến tất cả thành mới, đổi cũ thay mới. Lưu truyền Pháp rất hiểu những tính toán của Dương Quân Tài, hắn cũng hiểu nguy cơ ẩn giấu bên trong những hành động như vậy. Nhưng hắn nhìn vào hai mắt đỏ như máu của bí thư Dương, hắn chỉ biết há hốc miệng mà không dám nói lời nào, sau đó đồng ý một tiếng và đi ra ngoài. Vương Tử Quân không biết lần này mình bất động lại trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch của Dương Quân Tài, càng làm cho Dương Quân Tài bùng phát ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Lúc này hắn đang lưu luyến chia tay với Mạc Tiểu Bắc, Hai người tuy lập tức kết hôn nhưng dựa theo quy củ thì lúc này vẫn không thể ở cùng nhau. Hơn nữa dựa vào gia giáo tốt đẹp của phía gia đình Mạc Tiểu Bắc, bọn họ sẽ không để cho Vương Tử Quân tùy ý thích làm gì thì làm, không để xảy ra tình huống ăn cơm trước kẻng. Một chiếc xe quân sự dừng ven đường, xe này là của Mạc lão gia tử phái đến đón Mạc Tiểu Bắc về thủ đô. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc đặt từng món hàng mình mua được ở huyện Lô Bắc lên xe, Vương Tử Quân chợt cảm thấy có chút bất an. Hắn không biết những món vật phẩm thô kệch mình mua cho nàng được đưa về mạc ra, bố mẹ vợ nhìn thấy có ném cho mình ánh mắt xem thường hay không. Em có thể không cần mặc chiếc áo đỏ kia. Ánh mắt Vương Tử Quân rơi lên chiếc áo đỏ mà trước đó đã mua, sau đó giọng nói có hơi run. Nói thật, Vương Tử Quân lúc này thật sự có chút hối hận, tuy kiếp trước hắn kết hôn với Liêu An Như và nàng mặc chiếc áo đỏ này chờ trong phòng, thế nhưng hắn cũng không thể coi mặc tiểu bắc là Liêu An Như được. Như vậy là không công bằng với Mạc Tiểu Bắc. Không có gì, chỉ cần anh thích thì em cũng thích. Mạc Tiểu Bắc bị Vương Tử Quân kéo tay không chịu bỏ ra, nàng dùng thái độ khác thường ném cho hắn một ánh mắt mê say, sau đó xoay người đi về phía chiếc xe jeep quân dụng. Chiếc xe chạy đi như bay làm bụi đất mịt mù, Vương Tử Quân lẳng lặng nhìn chiếc xe chạy đi mà rơi vào trầm ngâm. Thái Thần Bân đứng yên lặng sau lưng Vương Tử Quân, hắn là lái xe của Vương Tử Quân hắn tất nhiên biết loáng thoáng vài chuyện về lãnh đạo của mình. Hắn cũng từng gặp qua vài cô gái có quan hệ với Vương Tử Quân, nhưng hắn cảm thấy Mạc Tiểu Bắc trong trẻo lạnh lùng mới phù hợp với Vương Tử Quân. Chỉ sau chốc lát thì hình bóng chiếc xe đã không còn, bụi bẩm cũng đã lắng xuống, tất cả khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. Chủ tịch, Chủ tịch Vương. Thái thần bân nhìn vẻ trầm ngâm của Vương Tử Quân, hắn khẽ lên tiếng nhắc nhở. Vương Tử Quân hồi phục tinh thần trở lại, hắn khẽ ngẩng đầu lên, một cảm giác dịu dàng xuất hiện làm ánh mắt hắn trở nên lấp lánh chúng ta đi thôi grum 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 tiếng động cơ xe hơi vang lên một chiếc xe chạy từ xa đến sau đó là mới thấy một chiếc xe quân dụng chạy đến như bay xe cũng không dừng lại mà chạy một vòng quanh người vương tử quân sau đó chậm rãi chạy đi xa cửa xe cũng khẽ hạ xuống một thân hình nhỏ nhắn mặc áo đỏ lóe lên rất đáng chú ý nhà đầu này đúng là vương tử quân nói ra vài chữ hắn hưng phấn leo lên hàng ghế sau của chiếc santana chủ tịch vương có đuổi theo không thái thần bân nhìn gương mặt tràn đầy vui sướng của vương tử quân hắn lên tiếng cậu này đúng là lái xe về thành phố giang thị vương tử quân khẽ vung tay lên rồi cười ha hả nói lúc này hắn căn bản không giống như một vương tử quân trầm tĩnh như núi ép cho dương quân tài phải thất bại thảm hại mùa đông ở thành phố giang thì cũng không khác gì ở thành phố sơn viên Vương Tử Quân quay về Giang Thị và cảm thấy một bầu không khí rất vui vẻ. Khu nhà thường ủy tỉnh ủy vào đông cũng khá hiu quạch, nhưng trong đây lại có thêm vài phần khí tức uy nghiêm. Lúc này trong sân nhà Vương Lão Gia Tử đã ngồi đầy người, không những có vị thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy luôn bận rộ là Vương Quang Vinh, còn có Vương Giải Phóng, Vương Tử Hoa, Tô Thuận Tân. Bọn họ tụ tập chờ đợi bên cạnh Vương Lão Gia Tử, đừng nói đến những người phụ nữ khác trong nhà. Anh Tử Quân Em làm phụ dâu cho anh nhé." Vương tử Quân vừa mở cửa tiến vào thì Tô Anh đã nhìn thấy đầu tiên, nàng vội vàng chạy đến ôm cổ hắn rồi nói. "Tô Anh là một trong số ít cô gái trong đời thứ ba của vương gia, thế cho nên rất được sủng ái trước mặt vương lão gia tử và các vị trưởng bối." Vương tử Quân nhìn Tô Anh giống như một đóa hoa, hắn cười ha hả nói. "Tất nhiên tôi sẽ giơ hai tay tán thành cho Tô đại tiểu thư làm phụ dâu rồi." Vương tử Quân nói đùa vài câu với Tô A Hát sau đó hắn đi đến trước mặt vương lão gia tử. Lúc này vương lão gia tử cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo vì đứa cháu trước mặt, chưa nói đến những thứ khác, lúc lão gọi điện thoại cho chiến hữu để mời bọn họ tham gia hôn lễ của cháu mình và cháu gái của thủ trưởng thì giọng nói đã cực kỳ kiêu ngạo, đừng nói là những lời ca ngợi như gần như xa với vương tử quân. Tiểu tử thúi này, chuyện quan trọng của cả đời người mà không biết về sớm hơn một ngày sau. Cháu cũng không phải công tác trong huyện, không làm việc một ngày thì địa cầu vẫn quay vương lão gia tử cười mắng vương tử quân sau đó chỉ tay xuống một vị trí chống tỏ ý cho hắn ngồi xuống nếu như là kiếp trước thì vương tử quân thật sự sợ vương lão gia tử như hổ nhưng bây giờ hắn lại có thêm vài phần thân cận với ông cụ hắn cười ha hả ngồi xuống ghế sau đó mới cười đùa nói vốn là về sớm hơn một ngày nhưng cháu còn phải ở lại huyện lô bắc để đưa tiểu bắc đi dạo phố mua sắm vài món đồ đi dạo phố cháu cũng không đơn giản là đi dạo phố như vậy chứ Vương lão gia tử chừng mắt nhìn Vương Tử Quân, đứa cháu mình làm gì ở huyện Lô Bắc thì lão hiểu rất rõ. Tiểu tử này chỉ có thành thật khai báo mà thôi, nào có thể lừa dối được mình. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không tiếp lời. Hắn vươn tay cầm lấy một quả táo, sau đó bắt đầu nhai nuốt. Vương lão gia tử nhìn bộ dạng vô lại của Vương Tử Quân, lão cười hì hì rồi không nói gì thêm. Ngay sau đó bắt đầu quay sang thảo luận về những lễ tiết trong lễ cưới với nhóm người Vương Quang Vinh khi vương tử quân vào cửa, vương tử hoa đã chuyển ánh mắt lên người vị anh cả trong nhà. Trước mắt hắn vẫn là một cán bộ công tác cực kỳ tốt đẹp ở văn phòng khối chính quyền tỉnh, hắn là cấp phó khoa sắp tiến lên chính khoa, nhưng trước mắt nếu so sánh với người anh lớn hơn mình một tuổi thì căn bản là chênh lệch quá lớn. Tạm thời chưa có bất kỳ chênh lệch gì về cấp bậc hành chính, nhưng vị trí của hai người lại cách xa vạn dặm, khó thể theo kịp được một người quản lý vài vị trưởng khoa nhưng một người là chủ tịch huyện khống chế cả khối chính quyền huyện trong tay, đó là chư hầu một phương, hai người hầu như không cùng một cấp bậc để so sánh. Nếu như nói trước kia thì Vương Tử Hoa còn có chút ghen ghét với Vương Tử Quân, nhưng bây giờ tất cả ghen ghét đã biến thành ngưỡng mộ. Công tác trong văn phòng khối chính quyền tỉnh thì tất nhiên sẽ đều là những người nhanh nhạy, linh thông tin tức, hắn biết rõ những hành vi của Vương Tử Quân trong tỉnh Chiết Giang, thế là trong lòng càng kéo căng, càng cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và anh họ. Vương tử hoa nghĩ đế tình huống mình có phát sinh xung đột với người, hắn khai báo ra tên của mình, rõ ràng tên lưu manh kia lại nghĩ đến cái tên vương tử quân, điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ và càng là dở khóc dở cười. Nhưng cũng vì cái tên vương tử quân mà tên khốn kia phải cúi đầu, không những chịu nhận lỗi, còn nhất định mời hắn dùng cơm. Vương tử hoa nghĩ gì thì vương tử quân không biết, lúc này hắn đã đặt tâm tư trên phương diện nghi thức lễ cưới. Hắn thấy chuyện kết hôn cũng khá quan trọng, hưng sau khi nghe vương lão gia tử nói ra hàng loạt sự việc liên qua, hắn không khỏi cảm thấy nó quá phiền toái. Nhưng may mà những sự việc kia tuy rất mất trật tự hưng không có bất cứ thứ gì chính hắn phải đứng ra tự thao tác, hắn là chú rể, điều hắn cần làm chính là đứng yên cho người ta sắp xếp. Lúc này vương tử quân thậm chí sinh ra cảm giác mình chỉ là cổ đông, còn nhóm người vương lão gia tử mới thật sự là ban giám đốc. Tình huống họp mặt bàn bạc này mất cả buổi tối, may mà vương lão gia tử vẫn chưa hoàn toàn mất đi bản lĩnh làm chủ một phương năm xưa, nhanh chóng sắp xếp từng người cho từng công việc cụ thể, ông cụ chỉ là người tập trung điều hành và làm công tác giám sát chứng thực mà thôi. Triệu tuyết hoa và cô cô là vương ái hoa trổ tài nấu nướng, một bàn đầy thức ăn, cả nhà ăn uống một bữa vui say rồi tản đi. Dù sao thì vương lão gia tử cũng coi như cao tuổi, cần đi nghỉ ngơi sớm. Vương tử quân cũng không quá mức buồn ngủ, sau khi cùng Vương Quang Vinh và Triệu Tuyết Hoa quay về nhà thì chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Nhưng khi hắn ra khỏi nhà, một bàn tay chợt xuất hiện và kéo hắn lại. Vương Tử Quân thầm kinh hoàng vì bàn tay kéo chính mình, hắn cũng không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng vung tay ra phía sau giật thật mạnh. Tuy hắn không luyện võ công, thế nhưng nếu nói về khí lực thì thật sự là không nhỏ. Khoảnh khắc khi Vương Tử Quân dùng sức, hắn cảm thấy đối phương giống như mất đi tất cả sức phản kháng rồi lảo đảo phóng vào lòng mình hắn vội vàng rụt tay lại, nhưng hắn đã ra tay, muốn thu hồi cũng không phải là chuyện đơn giản. Lực đàn hồi kinh người từ thân thể đối phương làm cho hắn cảm thấy tê dại, cảm giác ở trên bàn tay không khỏi làm cho hắn nắn bóp một chút. À, cảm xúc rất tốt. Khi hắn đang sinh ra những ý nghĩ xấu xa thì ánh mắt đã rơi lên gương mặt xinh đẹp của Lâm Dĩnh Nhi. Khốn kiếp, vừa thấy mặt đã ức hiếp em. Lâm Dĩnh Nhi vỉnh chiếc miệng nhỏ nhắn lên, vừa lúc Phương Tử Quân làm ra những chuyện xấu trên người mình, Thế là nàng mở miệng oán trách nói. Lúc này bộ dáng của nàng thật sự giống như đang tức giận với bạn trai của mình. Vương Tử Quân chợt kinh hoàng, hắn vội vàng đẩy Lâm Dĩnh Nhi ra, trong miệng càng nói lời xin lỗi. "Dĩnh Nhi, anh không cố ý." "Cố ý thì thế nào?" Lâm Dĩnh Nhi lúc này giống như cao lớn hơn một chút, mái tóc thắt kiểu đuôi ngựa ve vẩy ở phía sau biểu hiện hình tượng một cô gái thanh xuân xinh đẹp. Vương Tử Quân xoa xoa hai bàn tay Lúc này hắn không biết nói sao cho phải, nếu gặp nhau với tình huống khác thì không có vấn đề, nhưng tình cảnh xấu hổ thế này thì thật sự có chút đau đầu. Anh Tử Quân, nghe nói anh sắp kết hôn phải không? Lâm Dĩnh Nhi thấy Vương Tử Quân không mở miệng thì gương mặt chợt đỏ ửng, nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng có cảm giác với tình cảm của Lâm Dĩnh Nhi, lúc này hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, hắn cảm thấy mình cũng nên loại bỏ ý nghĩ của nàng với mình, thế là lập tức gật đầu nói đúng vậy ngày mốt sẽ kết hôn anh tử quân đây là thời đại nào rồi mà anh vẫn còn bị ép duyên anh còn chưa lớn tuổi mà tư tưởng đã cổ hủ mất rồi lâm dĩnh nhi dùng ánh mắt bất mãn nhìn vương tử quân vương tử quân nhìn bộ dạng đáng yêu của lâm dĩnh nhi trong lòng hắn khẽ động hắn không khỏi nói vậy em nói xem anh nên làm gì đây trốn đi cùng em lâm dĩnh nhi dùng ánh mắt như ngôi sao sáng nhìn chằm chằm vào vương tử quân sau đó nàng nói ra từng chữ một. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ dám, quan trọng là anh có dũng khí như vậy không? Lâm Dĩnh Nhi nắm chặt bàn tay nhỏ rồi dùng giọng nóng bỏng nói với Vương Tử Quân. Lâm Dĩnh Nhi chờ câu trả lời thuyết phục của Vương Tử Quân với ánh mắt chờ mong, dù nàng hiểu rất rõ giữa mình và Vương Tử Quân thật sự có một tầng ngăn cách không dễ xuyên thấu, dù là chính nàng hay Vương Tử Quân đều đã có ý nghĩ vượt qua mối quan hệ bình thường, thế nhưng bọn họ vẫn bảo trì cảm giác cam chịu, nhưng bọn họ lại không ai dám tiến thêm một bước. Vì giữa bọn họ luôn tồn tại một vòng luẩn quẩn khó thể nào thoát ra, đó chính là những sắp xếp của Vương lão gia tử. Lâm Dĩnh Nhi biết được tin tức Vương tử quân sắp kết hôn thì thật sự rất khổ sở và khó chịu, chưa nói đến chuyện tìm đến cái chết nhưng ít nhất cũng cực kỳ tiêu tụy, mất hết can đảm. Nhưng khi nàng thật sự được gặp mặt Vương tử quân thì lại cảm thấy trong lòng tràn đầy tự ti, một người đàn ông ưu tú như vậy sao có thể cho một mình mình chiếm giữ được? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bồng bột và phấn chấn của Lâm Dĩnh Nhi, trong lòng chợt lóe lên chút cảm xúc. Nhưng lúc này điều hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là dù thế nào thì cũng không thể để cho cô gái xinh đẹp lương thiện này đi vào trong thế giới của mình. Hắn cảm thấy một cô gái như vậy mà đi trên con đường của mình, sợ rằng nàng sẽ bị tổn thương khá nặng nề, ít nhất nó sẽ gây ra cho nàng một loại cảm giác tiếc nuối, hắn không thể, cũng càng không muốn làm như vậy. Trong suy nghĩ của hắn thì Tần Hồng Cẩm là một cô gái tốt, Y Phong cũng vậy, trường lộ dài cũng là như thế, Mạc Tiểu Bắc lại càng là thế. Hắn đã có khoản nợ tình cảm với bốn cô gái kia, hắn cũng không thể tiếp tục để cho Lâm Dĩnh Nhi chen chân vào, nếu tình cảm cứ mãi dây dưa không rõ thì sẽ rơi vào tình huống rất nguy hiểm. Quan trọng là bốn người phụ nữ kia đều là người tình của Vương Tử Quân, đều là những người phụ nữ mà hắn có thể phó thác tình cảm, còn Lâm Dĩnh Nhi thì khác, nàng hầu như là hóa thân của một thứ gì đó thánh thiện tinh khiết dù hắn thật sự cũng có khát vọng muốn có quan hệ xác thịt với nàng nhưng hắn vẫn rất cố chấp vẫn cố gắng ép mình vào khuôn khổ và chừng mực hắn không đành lòng làm một cô gái như thế này bị tổn thương vương tử quân cho ra quyết đoán hắn cười lên ha hả sau đó vươn tay khẽ vỗ lên đầu lâm dĩnh nhi hắn cố gắng ra vẻ nói tiểu nha đầu này người nào cũng dám nói đùa được những câu nói đùa thế này có thể chọc anh vui vẻ nhưng cẩn thận nếu cứ tiếp tục nói như thế sẽ bị anh đánh mông đấy hai chữ đánh mông vừa ra khỏi miệng thì vương tử quân chợt sinh ra cảm giác không đúng nhưng lời nói ra khỏi miệng giống như nước đổ khó hốt nào có thể thích là muốn thu hồi lâm dĩnh nhi đang thở hồng hộc nhìn vương tử quân gương mặt nàng chợt đỏ hồng hai bàn tay mới vừa rồi còn vung lên cao bây giờ hai tay co rụt lại nàng nói một tiếng khốn kiếp sau đó có ý muốn lui bước tiểu nha đầu bản lĩnh diễn trò của em còn chưa được quá tốt nếu so sánh với loại diễn viên có thâm niên như anh thì còn kém nhiều lắm em nhìn vào hành động của anh mà xem, thật sự là kín kẽ không một khe hở, không rơi một giọt nước nào. Vương tử quân tuy đang cười nhưng trong lòng lại khá ê ẩm. Mình cười rất sáng lạn nhưng trong lòng lại quá mức thương cảm. Vương tử quân là một người đàn ông bình thường, tất nhiên hắn sẽ rất khổ sở khi ngăn cản và từ chối một cô gái xinh đẹp như hoa lao vào lòng mình, vì như vậy vừa có cảm giác thích thú vừa phải gánh xác trách nhiệm tương ứng hắn cảm thấy nếu đeo Lâm Dĩnh Nhi trên vai thì mình không thể chịu đựng được, còn đối với Lâm Dĩnh Nhi thì đó cũng là một sự kiện không công bằng. Dĩnh Nhi, nghiệp lớn chưa thành thì nói gì những chuyện tình cảm nam nữ thế này. Chiến hữu phương xa đang chờ ta, người hãy chặt đứt những ý niệm của mình, hãy học tập cho tốt, làm một người hữu dụng cho tổ quốc. Vương tử quân lên tiếng giống hệt như một nhân vật trong phim, giọng điệu trêu tức, sau đó cười lớn và nghênh ngang bỏ đi. Tiếng cười vang dội từ trong miệng vương tử quân truyền ra giống như hắn đã trải qua một sự việc gì đó cực kỳ buồn cười, nhưng trong tiếng cười này hắn lại cảm thấy lòng mình rất đau, nhưng như vậy sẽ là câu trả lời tốt nhất và thích hợp nhất với Lâm Dĩnh Nhi. Lâm Dĩnh Nhi đứng ngơ ngác ngay tại chỗ, nàng thấy vương tử quân cười lớn bước đi, nàng rất muốn hét lên với bóng lưng kia, nói rằng nàng không phải đang nói đùa, em thật sự hiểu rõ những gì mình nói. Nhưng nàng chỉ có thể đứng đờ người ra nhìn bóng lưng kia bị bóng đêm nuốt chừng nàng vươn tay ra lạo những giọt nước mắt nóng hổi trên má. Dù anh có nói thế nào thì em cũng sẽ không bao giờ bỏ qua. Dù mơ hồ nhưng Lâm Dĩnh Nhi cũng sinh ra cảm giác cuộc hôn nhân này không phải lựa chọn thật sự của Vương Tử Quân, nhưng lúc này nàng phải nhìn người đàn ông của mình sắp cùng chung chăn gối với một người phụ nữ khác. Loại cảm giác này làm cho Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong lòng đau đớn như dao cắt, không, phải là đau đớn hơn dao cắt cả ngàn lần. Vương Tử Quân cũng không đi quá xa, Hắn đứng tránh trong một bụi cây nhìn Lâm Dĩnh Nhi đau đớn đi về nhà rồi thở dài một hơi, nhưng tâm tình của hắn thật sự không thể nào thoải mái cho được. Tình cảm chân thành của Lâm Dĩnh Nhi thật sự làm cho Vương Tử Quân không đành lòng từ chối, nhưng hắn cũng không muốn một cô gái hiền lành lương thiện và thơ ngây như thế phải vì chút tình cảm mà có chút ràng buộc với mình. Hắn là một người đàn ông, một người đàn ông dù lòng dạ không quá lớn nhưng cũng không phải là loại ruột gà bụng chuột. Hắn có chút do dự cuối cùng vẫn thản nhiên cho ra quyết định từ chối tình cảm của nàng. Hắn tin tưởng đến khi Lâm Dĩnh Nhi lớn lên và trưởng thành, nàng sẽ hiểu rõ những gì mình đang nghĩ vào lúc này, sẽ không sinh ra cảm giác oán giận với mình. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại và bấm máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ghen tuông của Tần Hồng Cầm. Thế nào, hưng phấn đến mức không ngủ được sao? Không phải, anh, anh cảm thấy mình nên xin lỗi em. Vương Tử Quân lúng túng một lúc lâu cuối cùng mới dùng giọng trầm trọng nói. đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó chợt nghe thấy tần hồng cẩm nở nụ cười điềm nhiên như không. chồng, từ khi theo anh thì em đã nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng bây giờ em đã cảm thấy rất hạnh phúc. em tin chắc anh có kết hôn cũng không quên em, có đúng không? tần hồng cẩm cố gắng an ủi người đàn ông mà mình yêu, trong lòng lại sinh ra cảm giác đau đớn và lạnh lẽo vô hạn. nàng là một người phụ nữ khéo hiểu lòng người nàng cố gắng áp chế tâm tình của mình, nàng vì ý bỏ qua nước mắt, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để an ủi Vương Tử Quân. Sau khi gọi điện thoại cho Tần Hồng Cẩm thì Vương Tử Quân đã cảm thấy tâm tình tươi sáng hơn rất nhiều. Tuy hắn cũng không thể cho các cô gái mình yêu những điều tốt đẹp nhất, nhưng chỉ cần mình thật lòng, có thể cho các nàng cảm nhận được hạnh phúc, như vậy cũng là một lựa chọn quá tốt rồi. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn bắt một chiếc taxi, hắn muốn đến thăm Y Phong. Bây giờ Y Phong đã học tập xong. Thông qua điện thoại thì hắn biết nàng đang bắt đầu một cuộc sống tranh án ở tòa án nhân dân tỉnh. Vương Tử Quân thật sự học tập bận rộn, hắn và Y Phong đã lâu không gặp mặt. Lúc này hắn quay về thành phố Giang Thị, hắn vốn có chút do dự không biết có nên đến gặp nàng không, nhưng sau khi gọi điện thoại cho Tần Hồng Cẩm thì hắn đã cho ra quyết định. Quý trọng những gì đang có trước mắt, Vương Tử Quân lặng lẽ ghi nhớ những từ ngữ này, sau đó đi đến nhà Y Phong. Với cấp bậc của một người mới đến công tác ở tòa án tỉnh như Y Phong thì tất nhiên sẽ không được phân nhà ở, tất nhiên nếu như Vương Tử Quân chịu mở miệng chào hỏi thì khác. Nhưng chuyện một căn nhà làm hắn cảm thấy mình không đáng phải mở miệng, không bằng hắn bỏ tiền mua cho Y Phong một căn nhà thì thoải mái hơn. Cẩm Hoa chính là một khu dân cư mới được xây dựng ở thành phố Giang Thị, vị trí địa lý và hoàn cảnh tự nhiên thật sự không tồi, cũng không cách xa chỗ làm của Y Phong. Để tiện cho Y Phong làm việc. Vương Tử Quân không nói nhiều mà mua một căn hộ vốn dành cho một cặp vợ chồng cho Y Phong. Vương Tử Quân khẽ mở cửa, trong căn hộ rộng hơn 80 mét vuông này tràn đầy cảm giác ấm áp của một gia đình, ánh đèn rất dịu nhẹ, tất cả nhìn qua có vẻ cực kỳ quen thuộc và thân thiết, trong chủ nhân của căn hộ lại không có mặt ở nhà. Vương Tử Quân đảo mắt nhìn khắp chung quanh, trên mặt bàn phòng khách có một tin nhắn được viết trên giấy, hắn nhìn một mặt cười được vẽ trên giấy mà không khỏi nở nụ cười có thể nhìn thấy tin nhắn này xem như anh đã vượt qua kiểm tra, em về nhà ăn Tết, qua Tết em sẽ lên tìm anh, chúc anh hạnh phúc, thân ái. Tin nhắn tuy ngắn gọn nhưng Vương Tử Quân đọc qua vài lần mà không muốn buông tay, trong tin nhắn đơn giản này, hắn giống như thấy được ý nghĩ chân thành và tình cảm của Y Phong với mình. Vương Tử Quân nấu một nồi nước, hắn chậm rãi pha trà, vừa cảm nhận khí thức của Y Phong ở trong phòng, vừa giống như muốn hút tất cả khí thức của nàng vào trong người mình vương tử quân uống xong ly trà và cầm lấy điện thoại trên ghế salon để gọi đi chỉ hai tiếng chuông thì bên kia đã vang lên một âm thanh có hơi khàn khàn alo anh tìm ai tuy đã vài năm không gặp nhưng vương tử quân vẫn có thể từ trong giọng điệu của người tiếp điện thoại để đoán đó là bố của y phong nhưng lúc này hắn cũng không muốn bộc lộ thân phận của mình hắn lập tức dùng giọng khách khí nói chào bác xin hỏi y phong có ở nhà không vậy cháu là bạn học của cô ấy một lát sau thì âm thanh của Y Phong đã vang lên ở đầu dây bên kia, khi nàng nghe được âm thanh quen thuộc của Vương Tử Quân thì nhanh chóng tỏ ra rất vui vẻ. Vì Y Phong ở bên kia bị cha mẹ quan sát rất kỹ, thế cho nên Vương Tử Quân bên này dù liên tục nói ra những lời yêu thương thế nhưng nàng ở phía bên kia chỉ có thể ậm ở lên tiếng mà thôi. Vương Tử Quân nghĩ đến bộ dạng giả vờ gọi điện thoại của Y Phong, thế là không khỏi cảm thấy buồn cười. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, hắn chợt sinh ra một ý nghĩ điên cuồng, Hắn nói một câu hai nghĩa. "Bảo bối, anh đang ngủ trong căn hộ của em, anh ôm gối giống như đang được ôm em vậy." Y Phong ở bên kia chợt đỏ mặt, nhưng khi thấy ánh mắt khác thường của cha mẹ ngồi trên ghế sa lông thì hắn vẫn cố gắng trấn định nói. "Hai ngày nữa mình sẽ quay về Giang thị, thế cho nên không thể tham gia buổi tụ họp lần này được." Vương Tử Quân nở nụ cười bất đắc dĩ, hắn chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng đúng lúc này trong điện thoại lại vang lên lời dặn dò đầy tình cảm của Y Phong không cần suy nghĩ nhiều như vậy tôi chúc anh vui vẻ hạnh phúc không cần suy nghĩ nhiều như vậy em chúc anh vui vẻ hạnh phúc bên tai vang lên âm thanh dịu dàng của y phong vương tử quân thầm cảm thấy rất ấm áp mặt trời vẫn tiếp tục mọc lên ở phương đông chuyện ngày hôm qua vẫn được tiếp tục vương tử quân rời khỏi căn hộ của y phong hắn thật sự không khác gì so với trước đó nhưng nếu là người thật sự quen thuộc lại phát hiện gương mặt hắn còn ung dung tự tin hơn trước kia rất nhiều vương tử quân căn bản không nhúng tay vào công tác chuẩn bị hôn lễ vì thế khi mọi người luống cuống tay chân thì hắn lại là kẻ thảnh thơi nhất nhưng trước hôn lễ một ngày thì người mạc ra đến hắn không thể không ra mặt lúc này người mạc ra đến đã cho thấy độ nặng của cuộc hôn nhân không như bình thường không những có bố của mạc tiểu bắc là lãnh đạo thứ ba ở bộ tổng tham mưu mạc đông tường cũng tự mình đến hơn nữa mạc lão gia tử nhiều năm chưa rời khỏi thủ đô cũng tự mình đến Dựa theo tính toán của Vương lão gia tử thì hôn lễ của cháu nội sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh, như vậy mới có thể cho thấy lòng tôn kính của mình với thủ trưởng cũ. Nhưng khi Vương lão gia tử cho ra lời đề nghị này thì nhận lời lời phản đối mãnh liệt từ Mạc lão gia tử, Mạc lão không nói nhiều mà trực tiếp bác bỏ. Theo lời của Mạc lão gia tử thì dù tổ chức hôn lễ ở nơi thâm sơn cùng cốc tôi cũng đi, hôn lễ nên thực hiện ở phương Nam thì hay hơn. Thế là lúc này trước khi tổ chức hôn lễ một ngày thì cả nhà Mạc Gia đã xuất hiện ở thành phố Giang Thị. Mạc Gia đến thì có thêm vài chục miệng ăn, căn biệt thự của Vương Lão Gia Tử tất nhiên khó thể sắp xếp cho tất cả được. Cũng may mọi việc cũng đã được tính toán sẵn, Vương Gia đã sắp xếp người chuẩn bị, khách sạn Giang Nguyên phụ trách tiếp đái của tỉnh ủy đã bị Vương Gia chiếm dụng hơn phân nửa. Đối với đám người Mạc Gia đến thành phố Giang Thị, Vương Tử Quân chỉ biết mặt Mạc Lão Gia Tử và Mạc Tiểu Bắc, những người còn lại thì căn bản là gặp mặt lần đầu tiên. Sau khi vương tử quân xuất hiện thì từng cặp mắt bắt bẻ nhìn vào chăm chầm, để xem hắn có bản lĩnh gì mà làm cho một mạc tiểu bắc tài mạo song toàn cam tâm tình nguyện chịu phục. Đối với mạc gia thì mạc tiểu bắc là một người thật sự có đặc quyền vì nhận được sự sủng ái của mạc lão gia tử, trong nhà có chuyện gì nàng cũng không cần quan tâm, thế nhưng người trong nhà cũng không quản được nàng, trong đó có cả chuyện hôn nhân của nàng, khi mọi người phổ biến đều cho rằng Mạc Tiểu Bắc sẽ là cô gái cuối cùng trong Mạc Gia được gả ra ngoài, không ngờ nàng lại vô tình trở thành một cô gái xuất giá đầu tiên trong thế hệ con cháu đời thứ ba của Mạc Gia. Nếu so sánh với nụ cười dịu dàng của Mạc Tiểu Bắc, trong đám người có hai ánh mắt nóng hừng hực nhìn về phía vương tử quân. Một luồng ánh mắt đến từ một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Mạc Lão Gia Tử, nhìn qua rất giống Mạc Lão, tuy mặc thường phục nhưng lưng thẳng như thân cây làm cho người ta cảm nhận được khí thế quân nhân rất rõ ràng đây chính là Mạc Đông Tường, là bố vợ của mình. Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên kia thì vương tử quân chợt sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn cũng có hơi biết rõ về bộ dạng của bố vợ mình, biết rõ ông chính là người cầm đầu lực lượng của Mạc Gia trong quân đội. Ngoài Mạc Đông Tường thì còn có một luồng ánh mắt nóng hừng hực khác thuộc về một người phụ nữ trung niên khác, tuy bà có vẻ rất mộc mạc nhưng đứng nơi đó lại làm cho người ta cảm nhận được khí thức cao quý và tri thức. Ánh mắt của bà nhìn vương tử quân khác biệt với vẻ đông cứng không tự nhiên của mạc đông tường, ánh mắt của bà có chút bắt bẻ, cũng có chút yêu mến. Tử quân, nghe anh Trương nói cậu công tác rất tốt ở huyện Lô Bắc, làm cho tiểu tử kia của Dương ra dính đầy bụi đất, vài lần ngã đau. Mạc lão gia tử nói vài lời vùi đùa với vương lão gia tử, sau đó chiếm mục tiêu về phía vương tử quân. Mạc lão gia tử là lãnh đạo của vương lão gia tử, bây giờ dù đến nơi ảo cũng là chủ đạo lão mở miệng nói bằng giọng khe khẽ, thế nhưng ánh mắt lại ném thẳng về phía vương tử quân, áp lực khá mạnh. Nhưng đối mặt với ánh mắt của nhiều người thì vương tử quân cũng chỉ khẽ cười nói. Cũng không có gì, chẳng qua là có chút ý kiến, muốn nhắc nhở người ta làm việc có chút thiện ý, đều là việc cần làm. Cậu ức hiếp người ta đến mức ông bố phải chạy từ thủ đô xuống Sơn Nam, còn nói là chuyện nhỏ sao. Người ta xuống tuyến dưới mạ vàng, cũng không phải là tượng gỗ để cậu lăn qua lăn lại. Mạc lão gia tử nói ra những lời này rõ ràng có ý phê bình Vương tử quân, thế nhưng giọng điệu cười ha hả lại không che giấu cảm giác vui vẻ. Vương tử quân cũng cười cười mà không nói thêm điều gì, những chuyện này bản thân hắn cũng không dám cho ra bất kỳ đánh giá gì khác. Mạc lão gia tử đưa mắt nhìn bộ dạng cúi đầu không nói của Vương tử quân, lão nói tiếp: "Tiểu tử cậu tuyệt đối không giống như ông nội cậu, khi ông ấy còn trẻ thì chính là một người dám liều mạng, cậu nhìn cậu xem." tuy đánh vào mặt người ta nhưng trong bông lại có kim, cậu thật sự là ẩn giấu rất sâu. Tiểu tử Dương Độ Lục kia là một nhân tài thế nhưng đứa con thật sự không quá tốt, tôi biết rõ những sắp xếp của Dương Độ Lục thế nhưng không quan tâm, cũng không để anh Trương nhìn vào. Tôi thấy cậu đến trường đảng là một quyết định rất hay, nhưng đôi khi không thể chờ người ta ức hiếp mới ra tay đánh trả, như vậy cậu sẽ rơi vào tình huống bị động. Vào thời điểm thích hợp thì cậu cũng nên vung kiếm trả đòn, cho đối phương một đòn phủ đầu, biết đâu sẽ sinh ra hiệu quả dạy bảo người ta một cách cực kỳ hiệu quả mạc lão gia tử lên tiếng dạy bảo làm cho vương tử quân thầm đổ mồ hôi hắn thầm nghĩ mạc lão gia tử rõ ràng là đủ mạnh nhưng tính cách như vậy lại rất phù hợp với mình hắn thích như vậy ông cứ yên tâm cháu sẽ khắc ghi những lời dạy của ông vương tử quân cười đồng ý một tiếng hắn nói tiếp đến khi cháu quay về sẽ không bị động để đối phương tiến công sẽ chủ động ra tay trong tiếng cười hiểu ý lẫn nhau giữa đôi bên, Mạc lão gia tử bắt đầu bàn chuyện với Vương lão gia tử, những người khác chỉ có thể trầm mặc nghe hai ông cụ nói chuyện. Đám người nơi đây thật sự không có hứng thú quá lớn, thế nhưng dù là ai cũng tỏ ra bộ dạng cực kỳ hào hứng. "Chúng ta đi ra ngoài một chút." Mạc Tiểu Bắc không biết đã đến sau lưng Vương Tử Quân từ lúc nào, nàng khẽ đụng đụng vào cánh tay của hắn rồi khẽ nói. Vương Tử Quân đã được thấy dũng khí của Mạc Tiểu Bắc, nhưng lúc này hắn dám bỏ đi sao? đáp án đã quá rõ ràng, dưới yêu cầu của Mạc Tiểu Bắc, Mạc Lão Gia Tử sảng khoái phất tay, tỏ ý cho hai người trẻ tuổi bọn họ ra ngoài, không cần quan tâm đến bọn họ. Hai ngày qua có nhớ anh không? Sau khi rời khỏi sự kìm cặp của các vị trưởng bối, Vương Tử Quân cũng không khỏi cảm thấy thoải mái hơn, hắn đưa mắt nhìn Mạc Tiểu Bắc, sau đó dùng giọng trêu đùa nói. Mạc Tiểu Bắc chỉ cười cười mà không mở miệng, nhưng khóe miệng tươi cười đã nói lên tất cả. Tuy dựa theo yêu cầu của Mạc Lão Gia Tử thì hôn lễ lần này cố gắng càng an phận càng tốt, nhưng Mạc Lão Gia Tử đích thân đi đến lại làm cho bầu không khí nghi lễ càng thêm vài phần long trọng, cũng kinh động không ít người. Các vị thường ủy, lãnh đạo bốn bộ ban ngành, lãnh đạo phân khu chiết giang dù cố kỵ lực ảnh hưởng nên không đến, thế nhưng cũng không quên đưa lễ vật đến chúc mừng. Những tiếng pháo vang dội vang lên tận trời xanh, ngay sau đó là một luồng sáng mạnh chiều lên sáng bừng không gian, bầu không khí tràn đầy niềm vui. Tuy khá mộc mạc nhưng ngày hôm nay 12 chiếc xe Audi tạo thành một hàng dài vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Vương Tử Quân ngồi trên xe hoa, hai tay cầm bó hoa tươi, hắn nghe theo sự sắp xếp của mọi người như một bức tượng gỗ. Phù rể là Tôn Khải thì cực kỳ có sức sống, hắn thuần thục nhắc nhở cho Vương Tử Quân tất cả các phần công việc cần phải chú ý. Tuy không ở mạc gia thế nhưng Vương Tử Quân vẫn phải đón tân nương từ trong nhà khách đi ra, cũng may người mạc gia rất nể mặt Vương Tử Quân. Sau khi đi vào cửa cũng không làm khó hắn, để hắn thuận lợi đi đến phòng của Mạc Tiểu Bắc. Lúc này Mạc Tiểu Bắc cũng không còn là cô gái thích mặc quân trang, lúc này nàng mặc trên người một bộ váy trắng, giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống, xinh đẹp bức người. Dựa theo những trình tự chính thức của hôn lễ, phương tử quân cực kỳ vui vẻ đưa Mạc Tiểu Bắc đi ra, 12 chiếc xe đã nổ máy sẵn sàng, đám lái xe đứng nghiêm quy củ mời người Mạc ra lên xe. Hàng loạt tiếng còi xe hơi từ phương xa truyền đến, ngay sau tiếng còi inh ỏi là một đoàn xe chạy đến như bay. Đoàn xe kia có vẻ rất rối, nhưng khi đoàn xe chạy về phía trước thì không khỏi làm cho những người yêu xe phải mở to hai mắt. Một loạt các loại danh xe như Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Ferrari từ xa chạy đến như bay, những chiếc xe này hợp thành một đoàn xe dài mênh mông. Đoàn xe đến như bay, bừng sáng dưới ánh mặt trời, thật sự rất chói mắt. 12 chiếc xe Audi của Vương Gia vốn làm cho người ta cảm thấy không ngừng hâm mộ, nhưng bây giờ ai cũng phải đưa mắt nhìn đoàn xe đang tiến đến, đoàn xe càng lúc càng gần, đã có không ít người trầm trồ. Nhiều xe sang như vậy, nếu so với đội ngũ xe Audi này thì thật sự mạnh mẽ hơn. Ai nói không phải, chưa nói đến những thứ khác, một chiếc Mercedes Benz kia cũng có thể hơn hai chiếc Audi, xem ra thật sự có sự khác biệt. Càng có người đem hai bên ra so sánh càng có không ít người sinh ra những ý nghĩ khác lạ, đoàn xe kia đến thì rõ ràng có người muốn bôi xấu thể diện của vương gia trong lúc rước dâu. Nếu không lúc này có ai điều một đoàn xe sang trọng như vậy đến đây tham gia náo nhiệt. Chú Mạc, hôm nay là ngày đại hỷ của Tiểu Bắc, chúng cháu đến chúc mừng. Chiếc Mercedes Benz đi đầu đã dừng lại, một tên thanh niên hạ cửa sổ xuống, hắn căn bản cũng không chào hai họ trai gái, lại lớn tiếng hô với Mạc Đông Tường. Khi chiếc Mercedes Ben dừng lại thì những chiếc xe khác cũng dừng lại theo. Những chiếc xe này vừa vặn bao quanh những chiếc xe Audi, làm cho 12 chiếc xe Audi giống như mất đi ánh sáng. chương 340 đó là người tôi yêu, nhưng nhân vật chính trong hôn lễ không phải là tôi. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì người thanh niên thò đầu ra kia, phải nói là hai bên đã có duyên gặp mặt một lần, chính là Lưu Kiến Thiết. Người này xem như là một kẻ song hành với Dương Quân Tài ở thủ đô, Năm xưa vì muốn tìm nguồn vui cho Mạc Tiểu Bắc, hắn cũng không ít lần có tranh chấp với Dương Quân Tài. Tuy Lưu Kiến Thiết đang cười, thế nhưng Vương Tử Quân cũng có thể nhìn thấy trong nụ cười của đối phương có cảm giác ghen tị rất sâu. Còn bà nó, bọn họ đến đây để phá dối. Tôn Khải đứng sau lưng Vương Tử Quân đang định cất bước đi ra. Vương Tử Quân biết Tôn Khải là người xoa mắt không có hạt gát, nếu để cho hắn đi qua sợ rằng sẽ không xong việc. Xem ra đám người kia căn thời gian rất chuẩn nếu như bây giờ xảy ra xung đột thì sẽ không hay với cả mạc gia và vương gia. Nhìn bộ dạng đám người kia thì rõ ràng cũng không phải loại cạn dầu trong thủ đô, dù mặc kệ chỗ này phát sinh chuyện gì, tin tức chắc chắn cũng sẽ truyền về thủ đô mà thôi. Chú Mạc, chúng cháu đều lớn lên cùng Tiểu Bắc, hôm nay là ngày vui của cô ấy, chúng cháu sao có thể không đến được. Dù không có thiết mời nhưng chúng cháu cũng không mời mà đến, cháu nghĩ cậu Vương chẳng lẽ không mời mọi người được một bữa cơm. Lưu kiến thiết nhìn Mạc Tiểu Bắc giống như một tiên nữ, trong lòng đau đến mức nhỏ máu, tâm tư muốn làm cho vương tử quân mất mặt càng thêm đông đặc. Vẻ mặt Mạc Đông Tường chợt biến đổi, với vị trí của hắn thì gian dậy hai tên tiểu bối như Lưu kiến thiết căn bản không phải là chuyện gì lớn, nhưng vấn đề là phải xem xét từng trường hợp. Ví dụ như lúc này, cho dù trong lòng lão rất mất vui nhưng cũng không tiện mở miệng khiển trách. Đám thanh niên kia lặn lội đến đây vì muốn tham gia tiệc cưới của con mình, nếu lão mở lời trách mắng thì lại bày ra tư thế không phóng khoáng. Nhưng nếu không can thiệp để cho đám người này thích làm gì thì làm, chỉ sợ nhìn bộ dạng ngang ngược của bọn họ sẽ làm ảnh hưởng đến thể diện của vương gia. Quá nhiều chiếc xe sang trọng bao quanh đoàn xe Audi, một hôn lễ như vậy thật sự khó thấy được, hơn nữa lúc này ở trước mắt bao người, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có người nói vương gia chuẩn bị xe hoa không được tốt. Khi vẻ mặt mạc đông tường chợt biến đổi thì Lưu Kiến Thiết đã từ trong xe chui ra, hắn cười hì hì đi đến bên cạnh vương tử quân, sau đó ra vẻ thân mật nói. Cậu tử quân, nói thật nhé, tôi thật sự cảm thấy đố kỵ với tiểu tử cậu, nhưng tiểu bác đã lựa chọn cậu, chúng tôi cũng chỉ có thể chúc phúc cậu mà thôi. Lên xe đi, xem như hôm nay anh em phục vụ hôn lễ của cậu một lần, dù thế nào cũng không thể để cho công chúa kiêu ngạo của chúng tôi ngồi trên những chiếc Audi không ra gì kia chứ. Vương tử quân nào không cảm nhận được ý nghĩa lời nói của Lưu Kiến Thiết, đối phương nói như vậy rõ ràng muốn làm tổn hại thể diện của vương gia, đó là vương gia quá keo kiệt. Vương tử quân biết rõ mình không thể nổi giận trong trường hợp này, dù sao thì Lưu Kiến Thiết đã nói rất rõ ràng và đường hoàng, nếu như chính mình chỉ cần nói sai lời, như vậy sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn khổ là không biết lễ nghĩa, không hiểu lễ đãi khách. Khi trong lòng vương tử quân đang có hàng ngàn ý nghĩ quay cuồng, khoảnh khắc này hắn cũng không cho ra ý kiến gì hay, hắn vô thức vân về mũi, trong lòng thầm nghĩ mặc kệ đám người này, thôi thì nhẫn nhịn một lần vậy. Mạc Tiểu Bắc cắn chặt răng, lúc này Vương Tử Quân nắm chặt bàn tay của nàng, làm cho nàng sinh ra cảm giác căng cứng. Vương Tử Quân biết rõ tính cách của Mạc Tiểu Bắc, hôm nay là ngày vui, hắn cũng không muốn làm cho Mạc Tiểu Bắc nổi giận. Thôi bỏ đi, xem như hôm nay chúng ta được ngồi lên xe đẹp. Vương Tử Quân kéo bàn tay Mạc Tiểu Bắc, thầm nói lần này coi như xong. Mạc Tiểu Bắc dù thở phì phò nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày vui lớn của đời mình, nàng nhìn ánh mắt yêu thương của Vương Tử Quân với mình, tâm tình của nàng dần bình phục trở lại. Đám người lưu kiến thiết vốn cảm thấy rất một ngạt, nhưng bây giờ thì, hi hi, mày cưới được Mạc Tiểu Bắc, chúng tao không làm gì được chỉ có thể đến đây phá hoại, xem làm gì được. Khi nhìn Vương Tử Quân đi về phía chiếc xe của mình, nụ cười trên mặt lưu kiến thiết càng thêm sáng lạn. Tử Quân à, người so với người thật sự là đau lòng. Hàng so với hàng thì tỏ rõ thua kém, xem cũng vậy, Mercedes Benz dù sao cũng tốt hơn, không những tốc độ nhanh mà chạy còn cực kỳ thoải mái, xe Audi của cậu thật sự kém xa. Cậu có biết vì sao loại xe Audi kia lại được chọn dùng cho công tác nhà nước không? Lưu Kiến Thiết ân cần mở cửa xe cho hai người Vương Tử Quân, hắn nở nụ cười rạng rỡ nói. Vương Tử Quân nào không hiểu rõ ý nghĩ của Lưu Kiến Thiết, nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều với đối phương, chỉ cười cười mà không lên tiếng vì nó quá rẻ ha 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 lưu kiến thiết vừa nói vừa cười lớn rồi ngồi vào trong xe mà đám người đi theo lưu kiến thiết đến cũng xuống xe bọn họ vừa cười vừa mở cửa sổ xe mình ra muốn thay thế cho đám xe audi kia mạc lão gia tử và vương lão gia tử đang đứng trên lầu xem náo nhiệt bọn họ cũng không muốn cùng ầm ý với đám thanh niên bên dưới mạc lão gia tử nhìn từng dãy xe bên dưới sau đó cầm quải trượng gõ gõ xuống đất Đám khỉ không có dây thừng trói buộc này thật sự không ra gì, cũng dám đến đây gây náo loạn, sau khi quay về tôi sẽ cho bọn nó biết tay. Vương lão gia tử nào không biết đám tiểu tử kia có lai lịch bất phàm, mà bọn họ đến đây rõ ràng vì hôn lễ của cháu mình. Nếu như bọn họ cố ý quấy rối thì tốt, nhưng biểu hiện của bọn họ thì rõ ràng là chúc mừng, thực tế lại đến đánh vào thể diện của Vương gia. Lão thủ trưởng, chỉ là một đám tiểu tử không biết nông cạn, ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức. Cần gì phải chấp nhất với bọn họ. Nói ra thì trách nhiệm cũng thuộc về tôi, chỉ chú ý cường điệu an phận. Vương lão gia tử vẫn nở nụ cười, lão khẽ nói. Hai ông lão năm xưa đều là hạng người phong vân một gói, nhưng bây giờ đối diện với chút thủ đoạn nhỏ của đám thanh niên bên dưới thì thật sự không có biện pháp nào hay, cũng chỉ có thể để tùy ý mà thôi. Tút, tút, tút. Tiếng còi trong trẻo vang lên từ phía không xa đã hấp dẫn ánh mắt của đám người vốn đang tập trung vào đoàn xe xa hoa ở phía bên này, chỉ trong nháy mắt mọi người đã nhìn về phía bên kia. Dưới ánh mắt của mọi người, một chiếc xe có khá dài giống như một bóng ma chạy đến không tiếng động. Chiếc xe màu đen này nhìn qua cũng không có gì xuất chúng, thế nhưng nó lại có vẻ đẹp thản nhiên và quý giá. Khi chiếc xe chậm rãi chạy đến, người ta chợt sinh ra cảm giác giống như có một thân sĩ nho nhã lễ độ đang đi ra từ trong đám đông chen chúc lúc này bên ngoài khách sạn có nhiều xe thế nhưng dù là những chiếc xe bình thường hay những chiếc xe sang trọng của nhóm người lưu kiến thiết sau khi chiếc xe này xuất hiện thì tất cả giống như mất đi vẻ đẹp vốn có đây là loại xe gì sao tôi lại không biết tôn khải nhìn chiếc xe quỷ dị kia chạy đến mà dùng giọng khó hiểu nói vương tử quân cũng chưa từng gặp qua loại xe này nhưng khí thế và vẻ đẹp thản nhiên lại làm cho hắn sinh ra cảm giác cực kỳ yêu mến là xe spiker còn bà nó, tao có nhìn lầm không? Một tên thanh niên chạy chiếc BMW nhìn thấy chiếc xe kia chậm rãi chạy đến thì cũng bất chấp kế hoạch gây phiền cho vương tử quân, hắn nhìn về phía chiếc xe màu đen kia, trong mắt đầy vẻ si mê. Skyper là xe gì thì đại đa số đám người ở đây đều không rõ, thế nhưng đối với đám người lưu kiến thiết thì thật sự quá quen thuộc, bọn họ biết rõ về nhãn hiệu xe hơi giống như các cô gái biết các nhãn hiệu thời trang. Tên chạy chiếc BMW kia tiến lên, những người khác cũng đi theo. Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại, một cô gái mặc tây trang màu trắng hơn 20 tuổi từ trên xe bước xuống, trang phục của nàng mang phong cách châu Âu, nhưng ở thành phố Giang thị này thì chưa từng có ai được thấy. Cô gái này hơn 20 tuổi, rất xinh đẹp, trên gương mặt là nụ cười tươi tắn, càng làm cho nàng thêm xinh đẹp động lòng người. Nàng căn bản không chú ý đến đám người lưu kiến thiết, nàng nho nhã lễ độ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc nói: xin hỏi hai vị có phải là vương tử quân tiên sinh và mạc tiểu bác nữ sĩ không? Vương tử quân nhìn chiếc xe màu đen, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, sau đó hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng chung quanh có quá nhiều người, hắn nào có thể nhìn thấy cái gì? Sau khi bình tĩnh lại, hắn thản nhiên nói. Tôi chính là vương tử quân. Vương tiên sinh, hôm nay là ngày tân hôn của anh, xin cho phép tôi dùng sự thành tâm nhất để chúc mừng anh tân hôn đại hỷ. Tôi là trợ lý phó viện yên của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quân Thành, tôi chịu sự ủy thác của Tập đoàn Quân Thành, đặc biệt đến đây chúc mừng tân hôn của ngài và mạc tiểu bác nữ sĩ, chiếc xe này chính là lễ vật tân hôn của Tập đoàn Quân Thành cho hai vị. Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc, uyên ương bạc đầu giang long. Phó viện yên nói bằng giọng điệu cực kỳ khôn khéo, sau đó nàng kéo cửa xe, bàn tay đeo bao tay trắng lại khẽ rũi ra, cho ra một động tác mời. Vương tử quân nhìn bộ dạng nghiêm trang của phó viện yên, hắn nào không biết ai đang làm trò. Nhưng Mạc Tiểu Bắc đã nhập cổ phần vào tập đoàn Quân Thành, trở thành cổ đông thứ hai của tập đoàn Quân Thành, cho dù người ta có điều tra thế nào thì chiếc xe này cũng không mang đến bất kỳ điều gì kiêng kỵ. Thế là hắn gật đầu với Phó Viện Yên, nói một tiếng cảm ơn, sau đó nắm tay Mạc Tiểu Bắc vào ngồi trong xe. Là xe chế tác thủ công cực kỳ tinh khiết, còn bà nó, lần đầu tiên tao được thấy chiếc xe như vậy, nếu mỗi ngày được chạy một chiếc như thế, dù làm lái xe cũng cam lòng. Tên thanh niên chạy chiếc BMW rõ ràng là loại người yêu xe cuồng nhiệt, hắn dùng tay sờ vào chiếc Skyper, giống như đang ve vuốt một mỹ nữ. Tiên sinh, xin ngài tránh ra một chút, vương tiên sinh và mạc nữ sĩ đang rất gấp, hôm nay là ngày đại hỷ, không thể chậm trễ. Phó viện yên cười khanh khách với tên thanh niên kia, sau đó nàng khẽ ngồi xuống vị trí lái. Chiếc xe màu đen giống như U Linh lại chạy đi, lúc này đám người lưu kiến thiết mới xem như lấy lại thần trí của mình, Bọn họ trơ mắt nhìn đôi uyên ương vào trong xe bỏ đi, trong lòng giống như ăn một chén ớt, cực kỳ nóng và sót. Con bà nó, vốn muốn làm khó vương tử quân, bác bỏ thể diện của vương ra, không ngờ nửa đường lại xuất hiện một tập đoàn quân thành, lại đạp đổ thể diện của chính mình. Ý nghĩ này bùng lên trong lòng Lưu kiến thiết, đúng lúc Tôn Khải đứng bên cạnh cười ha hả nói. Anh Lưu, hai người bọn họ đã lên chiếc xe kia, như vậy làm phiền anh chờ tôi đi với cả đời này tôi còn chưa được ngồi qua chiếc Mercedes Benz nào cả. Lưu Kiến Thiết nhìn vẻ mặt đắc ý của tôn khải, hắn hận không thể tiến lên cho đối phương một đấm. thế nhưng lúc này thật sự quá bất đắc dĩ, hắn cần phải bảo trì phong độ của mình, dù sao hắn cũng đến đây với lá cờ tham gia hôn lễ của mạc tiểu bắc. lên mà ngồi. Lưu Kiến Thiết tức giận nói một tiếng, hắn khởi động xe, mà những chiếc xe phía sau cũng đã được khởi động. còn bà nó, tự dưng biến thành lái xe bất đắc dĩ. Lưu Kiến Thiết nhìn về chiếc xe màu đen đẹp đẽ quý phái ở phía trước, bộ dạng của nó giống hệt như một vương giả đi tuần, hắn càng cảm thấy mình giống như một tên lái xe đi theo phụ trợ vậy. Đoàn xe minh mông chạy đi làm cho không ít người cảm thấy ghen ghét, khi đoàn xe kia chạy đi, một cặp mắt thu thủy ở bên cạnh cửa sổ đã thu về. Trong phòng của Tần Hồng Cẩm, nàng cũng mặc một bộ áo cưới, hơn nữa áo cưới này giống hệt như của Mạc Tiểu Bắc, nhưng lúc này bên cạnh nàng lại không có hình bóng của Vương Tử Quân. Anh ấy nên như vậy, đứng giữa đám người có khí khái kiêu ngạo thoáng đạt, chiếc xe kia cũng chỉ hợp với anh ấy mà thôi. Tần Hồng Cẩm nhìn đám người dần đi xa, nước mắt cũng giản ruộ trên mặt phấn. Cuối cùng Tần Hồng Cẩm cũng đến đây, nàng nhịn không được phải đến đây, tuy trong lòng nàng cực kỳ mâu thuẫn nhưng vẫn không thể nào cản được bước chân của mình. Nàng nhìn gương mặt với nụ cười ấm áp của hắn giống hệt như năm xưa, trong lòng nàng thật sự là ngổn ngang trăm mối cảm xúc, cực kỳ cảm khái đối mặt với người đàn ông đã cho nàng rất nhiều mật ngọt và giấc mộng này, nàng cuối cùng cũng sinh ra một cảm ngộ, mộ. dù mình cố gắng tỏ ra rộng lượng thế nhưng thật lòng lại cảm thấy cực kỳ khổ sở khi chia sẻ. Yêu càng sâu thì càng thêm nghiêm túc, nàng không biết yêu một người đàn ông như vậy thì là nổi bất hạnh hay là vận may của mình. Dù sớm biết hắn không thể cho mình một chốn đi về, hắn sớm muộn gì cũng sẽ cùng chung chăn gối với một người phụ nữ khác, nhưng vào đúng thời điểm này thì Tần Hồng Cẩm mới sinh ra cảm giác khó thể nào tiếp nhận buổi chiều nàng bỏ qua một cuộc đàm phán quan trọng nàng tắt điện thoại và chạy đến công viên bích thủy khóc cả buổi chiều một bác gái lao công trong công viên đã đứng vài giờ nhìn nàng bằng ánh mắt quan tâm rõ ràng là sợ nàng nhảy xuống hồ tìm cái chết khoảnh khắc đó nàng mới chợt thừa nhận mình yêu người đàn ông này yêu đến tận xương tủy yêu đến mức khắc cốt ghi tâm nàng không thể tiếp nhận tình cảnh hắn đi yêu thương một cô gái khác nhưng hắn quá yêu tú như vậy đã chú định hắn sẽ không thuộc về mình chỉ có thể là một phần của mình mà thôi đoàn xe mênh mông chạy như bay về phía khách sạn sắp tổ chức hôn lễ đối mặt với đoàn xe này thì nhiều người nhìn vào cảm thấy cực kỳ hâm mộ có không ít những đoàn xe đi qua khi thấy đoàn xe đón dâu thế này thì không khỏi nghiêng đầu nhìn trong đám người này có một kẻ mà vương tử quân biết mặt tiểu tàu đang chạy một chiếc xe santana hắn dùng ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn trương dân cường ở phía sau anh trương thật sự là không đến tỉnh thành không biết mình ít tiền anh xem đoàn xe kết hôn kia kìa kém nhất cũng là BMW, hư, chiếc xe kia cũng không biết nhãn hiệu gì, còn bà nó quá mạnh mẽ và khí phái. Trương Dân Cường ngồi ở sau xe, hắn lúc này mập hơn so với khi Vương Tử Quân rời khỏi xã Tây Hà Tử, cũng uy nghiêm hơn, có lẽ cũng vì nguyên nhân trở thành lãnh đạo cao nhất của xã. Cựu gia thành ở bên cạnh hắn đang lật qua lật lại một phần tài liệu. Tiểu Tào, cậu không khoác lác đấy chứ, kém nhất là BMW sao? Trương Dân Cường dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Tào, trong miệng càng mỉm cười. Tuy Tiểu Tào chỉ là cán bộ cấp ban, thế nhưng đến bây giờ trong xã Tây Hà Tử thì dù là Trương Dân Cường hay Cửu Gia Thành cũng phải nở nụ cười với Tiểu Tào, rất ít khi nói chuyện nghiêm túc. Trong sự việc thế này có vấn đề gì thì tất nhiên đám cán bộ xã Tây Hà Tử đều bia rất rõ. Nhưng Tiểu Tào cũng là người cực kỳ thông minh, hắn càng tỏ ra cực kỳ cẩn thận, tính cách ẩn giấu như vậy càng làm cho người ta sinh ra hào cảm. Anh Trương, Tôi thật sự không dám khoác lác, dù tôi chưa từng được lái xe tốt, thế nhưng cũng đã đọc không ít tạp chí xe hơi. Tương lai khi xã chúng ta đổi xe, tôi có thể cho ra vài lời giới thiệu. Tiểu Tào nói rồi vỗ đầu dùng giọng huệ hoài nói. Nhưng tôi cũng thật sự chưa từng thấy nhãn hiệu của chiếc xe kia, đám người làm báo cũng không biết cho một nhãn hiệu tốt như vậy vào trong bài viết, thế mà mình mua đều đặn hàng tháng để xem. Cựu gia thành cũng không quan tâm đến đoạn đối thoại giữa hai người Trương Dân Cường và Tiểu Tào, hắn đặt tài liệu trong tay xuống rồi thúc giục. Tiểu Tào, đẩy mạnh tốc độ lên, hôm nay chúng ta dù thế nào cũng phải ngăn chặn trưởng phòng lô, nếu không sẽ trễ giờ. Đặc biệt là ngày mai chúng ta phải báo cáo về tình hình thí điểm. Cựu gia thành tuy nói không lớn nhưng lại làm cho bầu không khí trong xe bình tĩnh trở lại, Trương Dân Cường tuy cực kỳ bình tĩnh nhưng khóe mắt lại có chút lo lắng. Lúc này cơ hội rất là quan trọng với xã Tây Hà Tử, nếu như bọn họ không nắm bắt được, như vậy những chuẩn bị của xã trong nửa năm qua lại coi như thất bại trong gang tắc. Trương Dân Cường và Cửu Gia Thành chính là hai vị lãnh đạo đảng ủy chính quyền xã, có thể nói là chịu áp lực không nhỏ. Tuy kinh tế của xã Tây Hà Tử đã chấm dứt tình huống bị thị trấn huyện thành áp đảo, thế nhưng đối với hai người cầu tiến như bọn họ thì còn lâu mới có thể ngủ ngon trên sổ ghi chép công lao. Bọn họ phải làm sao lập ra thành tích dưới cơ sở mà Vương Tử Quân đẻ lại, hơn nữa phải lập thành tích cao, chỉ như vậy mới có thể đẩy mạnh kinh tế của xã Tiến lên giai đoạn mới À, chạy nhanh lên một chút Trương Dân Cường nói Sau đó lại khẽ lên tiếng Gia Thành Nếu không hôm nay chúng ta liên lạc với lãnh đạo Để xem anh ấy có về thành phố Giang Thị chưa Đã nhiều năm không gặp Bây giờ thật sự muốn gặp lại anh ấy Trương Dân Cường tuy không nói cụ thể là gặp ai Nhưng dù là Tiểu Tàu hay Cửu Gia Thành cũng thầm hiểu Biết rõ vị lãnh đạo kia là ai Ôi lãnh đạo luôn rất bận rộn, luôn không trùng hợp, chúng ta đến thì lãnh đạo đã đi mất. Tôi thấy bây giờ sắp đến Tết, chúng ta dứt khoát liên lạc với lãnh đạo, đặc biệt đến thăm anh ấy một lần, thế nào? Cựu gia thành móc ra hai điếu thuốc, một ném cho Trương Dân Cường, một ném cho chính mình. Trương Dân Cường khẽ gật đầu, hắn đồng ý với ý kiến của Cựu Gia Thành. Khi hai người còn đang trầm ngâm thì Tiểu Tào nói tiếp. Lãnh đạo của chúng ta đã là chủ tịch Việt nhưng không ngờ huyện Lô Bắc lại biến thành của tỉnh Sơn Nam, vì thế mà lãnh đạo của chúng ta trở thành cán bộ tỉnh Sơn Nam, ôi, thật sự làm cho người ta khó thể tin được. Bầu không khí trong xe lại tiếp tục trầm lắng, tiểu tàu cũng không tiếp tục lên tiếng, chiếc xe Santana chạy đi như bay, chạy thẳng về phía phòng nông nghiệp. 10 phút sau tấm biển của phòng nông nghiệp xuất hiện trước mặt bọn họ, khi Trương Dân Cường và Cửu Gia Thành xuống xe tràn đầy hy vọng thì chợt thấy vài bóng người leo lên một chiếc xe 24 chỗ, sau khi người lên xe đông đủ thì nhanh chóng khởi động và chạy đi xe đến xe đi vốn là chuyện bình thường nhưng lúc này trong mắt đám người trương dân cường thì lại là một chậu nước lạnh rội từ đầu xuống chân làm cho tất cả đều thất vọng vì người lên xe cuối cùng chính là vị trưởng phòng lô mà hôm nay bọn họ muốn đến gặp mặt trưởng phòng lô đi mất có thể là đi không trở lại cựu gia thành nghĩ đến tình huống chắc trở vài lần trước thế là hắn đưa mắt nhìn trương dân cường tiểu tào đuổi theo dù thế nào thì hôm nay cũng phải nói trưởng phòng lô thông qua cho xã tây hà tử trương dân cường vỗ tay một cái hắn trầm giọng phân phó tiểu tàu tiểu tàu đã sớm có chuẩn bị thế là nhanh chóng đuổi theo chiếc xe kia nhưng giang thì cũng không phải nơi thích làm gì thì làm hơn nữa bọn họ cũng có việc cần cầu người ta cũng không dám lỗ mãng thất lễ bí thư trương bọn họ đi trên con đường mà vừa rồi chúng ta vừa qua không phải nhóm người trưởng phòng lô này đến tham gia hôn lễ vừa rồi đấy chứ tiểu tàu bẻ tay lái vài lượt, sau đó phát hiện chiếc xe 24 kia chạy đúng con đường mà vừa rồi mình vừa đi qua. Như vậy cũng vô dụng, mà nào có trùng hợp như vậy. Trương dân cường cười cười, hắn khẽ nằm lên ghế sa lông, sau đó trầm giọng nói. Dù không quen thuộc đường xá ở thành phố Giang Thị, thế nhưng tiểu tàu với kỹ thuật lái xe cao độ vẫn nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe 24 chỗ kia. Nhưng đuổi theo thì đuổi theo, bọn họ vẫn không dám chặn đầu, chỉ có thể đi theo sau mà thôi. Khi chiếc xe 24 chỗ liên tục chạy về phía trước, xe càng ngày càng nhiều hơn, dù không đạt đến tình trạng kẹt xe, thế nhưng những chiếc xe ở khắp bốn phía lại làm cho tốc độ của dòng xe chậm lại rất nhiều. Nhưng những chiếc xe kia giống như rất biết cách an phận, dù tốc độ quá chậm thế nhưng không ai dám bóp còi. Thành phố Giang Thị biến thành văn minh như thế này từ bao giờ vậy? Tiểu Tào nhìn tình cảnh quái dị trước mắt mà không khỏi buồn bực nói. Hai người Trương Dân Cường và Cửu Gia Thành ở phía sau cũng không có tâm tư phản bác lời nói của Tiểu Tào, bọn họ đều đang thầm nghĩ xem mình gặp trưởng phòng Lô thì nói gì cho tốt. Từng chiếc xe giống như có hẹn ước với nhau, từng chiếc chạy vào trong khách sạn Giang Nguyên, khi Tiểu Tào chạy xe vào khách sạn Giang Nguyên, lúc này bãi đậu xe của khách sạn đã dừng đầy xe. Tiểu Tào nhìn từng chiếc xe được sắp đặt chỉnh tề, hắn không khỏi mở miệng hỏi Trương Dân Cường. "Bí thư Trương, hôm nay không phải có đại hội gì đấy chứ?" anh xem, biển số những chiếc xe này đều là của các cơ quan ban ngành. Xe biển số của các cơ quan ban ngành đại biểu cho cái gì thì Trương Dân Cường biết rất rõ, biển số xe của cơ quan mà đặc biệt là ở thành phố Giang Thị lại càng thêm khó lường. Hắn tuy có chuyện cần làm, thế nhưng cũng không nhịn được phải nói với Tiểu Tào. Cũng không ngờ tụ tập đông thế này, cậu cũng đừng đoán mò. Khi hai người Trương Dân Cường và Tiểu Tào đang nói chuyện với nhau thì chiếc xe 24 chỗ của trưởng phòng lô trước mặt đã dừng lại vài người đàn ông xuống xe, lúc này trưởng phòng lô thường ngày vinh váo tự đắc bây giờ giống như biến thành một người hầu, đi theo sau đám người với bộ dạng cực kỳ dễ bảo. Trưởng phòng lô, dù nói chuyện ở đây thật sự không phù hợp, thế nhưng Trương Dân Cường vẫn cung kính chào một tiếng. Dù sao thì sau hôm nay bọn họ sẽ không còn cơ hội, dù thế nào thì lúc này bọn họ cũng phải cố gắng ra sức vật lộn một lần cuối cùng. Trưởng phòng lô chợt nghe thấy có người gọi mình, hắn ngẩng đầu lên, nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên mặt có chút cô động. khi hắn thấy rõ đó là đám người trương dân cường thì nụ cười trên mặt chợt biến mất. hắn nhìn vài người đàn ông trước mặt cùng dừng lại với mình. sau đó căn bản cũng không quan tâm đến trương dân cường. hắn đi về phía trước nói với vài người đàn ông kia. cục trưởng, tôi gặp vài người bạn, tôi đến chào hỏi bọn họ một tiếng. vị cục trưởng kia không nói gì mà tiếp tục đi về phía trước. trưởng phòng lô thì cất bước đi đến trước mặt trương dân cường. hắn dùng giọng khó thở nói. Này, các anh sao lại đến đây? Đi mau, đi mau, không thấy tôi đang bận sao? Các anh đến đây gây náo nhiệt à? Tôi nói cho các anh biết, sự kiện kia đã xác định rồi, đừng phí công vô ích, dù thế nào cũng vô dụng, không còn chuyện của các anh nữa. Trưởng phòng lô vứt lại những câu như vậy, sau đó cũng không quan tâm đến nhóm người trương dân cường, nhanh chóng đi về phía đám đàn ông lúc vừa rồi. Dù là ở xã Tây Hà Tử hay huyện Hồng Bắc thì Trương Dân Cường cũng xem như là một nhân vật lớn, dù là xuất hiện ở huyện ủy cũng rất được nể tình. Nhưng lúc này hắn thật sự giống như một con ruồi bị người ta chán ghét đuổi đi, trong lòng thật sự nén giận, cũng cảm thấy rất khó chịu. Dù sao nơi đây cũng là thành phố Giang Thị, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hơn nữa vị trí của trưởng phòng lô khá quan trọng, sau này nếu muốn tiếp tục có hạng mục thì cần phải liên hệ với người này. Bí thư trương, chúng ta về thôi. Cựu gia thành cũng nổi giận vì những lời trách móc của trưởng phòng lô lúc này, hắn đi đến bên cạnh Trương Dân Cường rồi trầm giọng nói. Trương Dân Cường khẽ gật đầu, tuy rất không cam lòng nhưng thế cục trước mắt đã là như vậy, việc hắn có thể làm chỉ là rời khỏi chỗ này, không còn biện pháp nào khác. Tiểu Tào nhìn sự việc phát sinh, lúc này hắn thật sự không còn dư âm lên tiếng, thế là nghiêm mặt, cũng không dám để cho hai vị lãnh đạo mất hứng. Tuy hắn có chút lai lịch, nhưng làm người phải tự mình hiểu lấy mình, phải bày ra vị trí chính yếu của bản thân, như vậy mới thật sự quan trọng. Tiểu Tào, cậu lái xe đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho lãnh đạo, để xem lãnh đạo có ở thành phố Giang Thị không. Trương Dân Cường vừa lên xe vừa lấy điện thoại ra bấm số. Khi kinh tế phát triển thì bây giờ dù là lãnh đạo xã cũng cần phải đổi máy nhắn tin thành điện thoại di động. Tiểu Tào còn chưa khởi động xe thì Trương Dân Cường đã gọi đi rồi, Trương Dân Cường thật sự có quan hệ khá gần với Vương Tử Quân, thế là vừa nối thông điện thoại thì dùng giọng ân cần nóng bỏng thăm hỏi. Lão lãnh đạo, Tôi là dân Cường. Tuy Vương Tử Quân trẻ hơn Trương Dân Cường rất nhiều, thế nhưng sau khi Vương Tử Quân rời khỏi xã Tây Hà Tử, dù là Trương Dân Cường hay Cửu Gia Thành cũng thích gọi Vương Tử Quân là lãnh đạo cũ. Dù vị lãnh đạo này còn rất trẻ, nhưng Vương Tử Quân có phản đối cũng vấp phải những lý lẽ hùng hồn của bọn họ. Chỉ nên gọi là lãnh đạo. Đây chính là định vị của Vương Tử Quân cho nhóm người Trương Dân Cường. Hi hi, tôi không phải là lão lãnh đạo, ngài tìm anh Tử Quân nếu như vậy thì xin chờ một chút một tiếng cười của một cô gái vang lên từ đầu dây bên kia rất dễ nghe nhưng gương mặt trương dân cường chợt ửng hồng nhưng câu trả lời vừa rồi trong điện thoại lại không thể cho người khác biết nếu không thì mất hết thể diện cũng may nửa phút sau đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng cười vang dội của vương tử quân tôi là vương tử quân lão lãnh đạo tôi là dân cường ngài có ở thành phố giang thị không tôi muốn báo cáo công tác với ngài Trương Dân Cường nghe được âm thanh của Vương Tử Quân thì nở nụ cười nói. Vương Tử Quân nghe thấy Trương Dân Cường hỏi mình có mặt ở thành phố Giang Thị hay không, hắn chợt sững sờ, sau đó cười nói. Cũng không cần báo cáo công tác, nhưng có thể cùng nhau uống rượu, bây giờ các anh ở nơi nào? Tôi sẽ cho người đến đón. Trương Dân Cường chợt cảm thấy vui sướng, tuy sự việc không thành nhưng bây giờ có thể gặp mặt Vương Tử Quân, điều này làm hắn cảm thấy hưng phấn còn hơn hoành thành hạng mục thế là hắn lên tiếng ngay. Lão lãnh đạo, tôi cũng không dám làm phiền anh, tôi cùng Gia Thành và Tiểu Tào đến thành phố Giang Thị, bây giờ đang ở khách sạn Giang Nguyên. Anh đang ở đâu, tôi sẽ chạy xe đến ngay. Vương Tử Quân ở đầu dây bên kia chợt nở nụ cười vui vẻ, dù Trương Dân Cường có phải biết tin hay không, nhưng có thể gặp mặt được người này cũng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, càng không muốn truy cứu nguyên nhân này. Dù sao thì hắn cũng là một vị cán bộ lãnh đạo, đôi khi cũng nên giả vờ hồ đồ, đâu cần phải gắng gượng với cấp dưới. Tôi cũng đang ở khách sạn Giang Nguyên, các anh nói vị trí của mình đi, tôi sẽ cho người đến tiếp đái. Trương Dân Cường cúp điện thoại, hắn không chờ cựu gia thành lên tiếng mà cười hì hì nói. Hôm nay thật sự quá may mắn, lão lãnh đạo không những có mặt ở thành phố Giang Thị, hơn nữa còn đang ở trong khách sạn Giang Nguyên, lát nữa lãnh đạo sẽ cho người xuống đón tiếp chúng ta. Cửu Gia Thành và Tiểu Tào nghe nói Vương Tử Quân đang ở trong khách sạn Giang Nguyên thì cũng không nhịn được tỏ ra vui sướng, dù sao thì bọn họ cũng đã một năm rồi chưa được gặp Vương Tử Quân. Tiểu Tào có ý nghĩ đơn giản hơn, nhưng Cửu Gia Thành và Trương Dân Cường thì lại trộn lẫn thêm nhiều nhân tố khác. Khi Vương Tử Quân ở xã Tây Hà Tử thì quan hệ của bọn họ đã rất tốt nhưng dù sao thì nó cũng phải được duy trì thông qua mối quan hệ thường tới lui với nhau, nếu quá lâu mà hai bên không liên hệ, sợ rằng tình cảm cũng sẽ chậm rãi rút xuống. Chủ tịch Cừu, anh nói xem lãnh đạo làm gì ở chỗ này? Có phải đến uống rượu mừng của người ta không? Tiểu Tào lúc này đã biết có người làm lẽ kết hôn ở đây, vì vậy sau khi mời thuốc hai người Trương Dân Cường và Cừu Gia Thành thì cười hỏi. Hai vị lãnh đạo nghe Tiểu Tào nói như vậy mới biết có người kết hôn, Cừu Gia Thành hít vào một hơi nói. Tôi cảm thấy điều này rất có thể, cũng không biết hôn lễ của ai mà phô trương như vậy khi ba người trương dân cường đang cảm khái thì một người thanh niên mặc tây trang toàn thân bùng lên hào quang trói mắt đi đến trước mặt người này nhìn thoáng qua nhóm trương dân cường sau đó cười hỏi xin hỏi ba vị có phải là khách đến từ xã tây hà tử không tôi là vương tử hoa là em của vương tử quân trương dân cường nghe nói đây là em của vương tử quân thì vội vàng nói chúng tôi là người đến từ xã tây hà tử chào anh chào anh Vương Tử Hoa đối mặt với bàn tay của Trương Dân Cường thì trong lòng có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng phải nhiệt tình đưa tay ra. Nói thật, trong lòng hắn thật sự có chút khinh thường đám cán bộ miền núi này, dù ba người bọn họ nhìn có vẻ rất ngăn nắp, nói chuyện cũng lễ phép, thế nhưng trong ấn tượng của hắn thì đây là những kẻ thô lỗ, không có bản lĩnh gì, chẳng qua chỉ dùng tác phong cứng rắn mạnh mẽ để thúc đẩy tuyến dưới phát triển mà thôi. Nói toạc ra thì nông thôn chỉ có hai loại công tác được chú trọng, một là kế hoạch hóa gia đình, hay là xây dựng nhà cửa, vì thế hắn thật sự không muốn kết giao với đám cán bộ nông thôn thế này. Nhưng Vương Tử Hoa không thể nào xem nhẹ thân phận của đám người này, vì bọn họ là thuộc hạ cũ của Vương Tử Quân, hắn đã có quyết định cầu tiến theo anh mình, tất nhiên sẽ tiếp đón những người này không chút chậm trễ, nếu không sau này cũng khó gặp mặt. Bí thư Trương, chủ tịch Cửu, anh của tôi đang rất bận rộn, thế cho nên nói tôi đến đón các anh, mời mọi người theo tôi. Vương Tử Hoa nở nụ cười hàn huyên hai câu với Trương Dân Cường và Cửu Gia Thành, sau đó đưa hai người đi về phía đại sảnh. Lúc này ở cửa đại sảnh đã có không ít người, có ba bàn lễ tớ xếp thành hàng, có không ít người đang ở đó ghi chép gì đó. Tiểu Tào nhìn đám người di chuyển mà không khỏi thầm nghĩ, con bà nó, người đến không ít, sợ rằng tiền mừng sẽ không ít, cũng không biết nhà này có địa vị gì, đến đưa lễ cũng phải xếp hàng. Này, đồng chí, ngài bỏ ra quá nhiều, có tổng cộng bốn người, tiền mừng tổng cộng chỉ là 200 đồng mà thôi. Khi đám người vương tử hoa đang định đi qua địa điểm thu lễ vật, một người thanh niên phụ trách đăng ký đã vung tay cản một người khác lại, sau đó đưa 10 tờ tiền mặt cho một người đàn ông trung niên hơn 40. Lần này đừng nói là tiểu tào, dù là trương dân cường cũng cảm thấy hoài nghi, hai người bọn họ chỉ thấy người ta ghét bỏ những kẻ đi ít tiền, bây giờ đi nhiều thì không nhận, đúng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Vương tử hoa nhìn bộ dạng trần trừ của ba người, hắn khẽ cười nói. Những người đến đây đều là khách, nếu không cho vào thì sẽ giống như không nể tình, nhưng nếu cứ nhận bừa bãi thì lại trái quy định, thế cho nên chỉ thu mỗi người 50 đồng, vừa vặn đủ tiền cho tiệc đứng ở khách sạn Giang Nguyên, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao. Người nhà vương gia cũng cảm thấy có chút đau đầu vì tình huống kết hôn không thu lễ mừng của vương tử quân. Nếu như không cho những người không phải là thân bằng hảo hữu đến, như vậy sẽ là không quá nể tình, hơn nữa lại làm cho đám cưới có chút quạnh quẽ, làm cho mạc gia mất mặt, nếu mở rộng quá cũng không nên. Thế là vương tử quân cho ra quyết định với vấn đề khó khăn này, chính là người nào đến cũng hoan nghênh nhưng chỉ thu tiền mừng 50 đồng, coi như người đến tham gia hôn lễ bỏ tiền ra mời chính mình một bữa cơm. Tôi đã nói với các anh rồi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không phải đã nói quá rõ rồi sao? Sự việc kia đã định rồi, các anh cứ quấn lấy tôi, tôi có biện pháp nào sao? Các anh cũng đừng tiếp tục dây dưa ở đây nữa, nếu không tôi sẽ thông báo với lãnh đạo của các anh, hạng mục nhỏ cũng đừng hòng có được. Khi ba người Trương Dân Cường đi theo Vương Tử Hoa về phía trước, không biết Trưởng phòng Lô chạy từ đâu ra, thấy Trương Dân Cường thì nhanh chóng lên tiếng khá bực bội. Ba người Trương Dân Cường cũng không ngờ gặp mặt Trưởng phòng Lô ở chỗ này, nói thật thì ba người thật sự sợ hãi với những lời của Trưởng phòng Lô, dù sao thì đây cũng là địa bàn của người ta nếu thật sự bị báo cho lãnh đạo, bọn họ cũng không đảm đương được. Dù sao trưởng phòng lô cũng có danh vọng và địa vị, dù là lãnh đạo thành phố cũng phải nể mặt ba phần. Trưởng phòng lô lúc này rất tức giận, hắn không ngờ đám cán bộ nhà quê lại đi đến tận nơi đây, nếu như để cho cục trưởng biết, còn cho rằng mình nhận hối lộ của bọn họ. Đúng lúc trưởng phòng lô đang cực kỳ tức giận thì Vương Tử Hoa đứng bên cạnh Trương Dân Cường đã lên tiếng. Này, Đồng chí nhận lầm người rồi, ba người bọn họ không phải đến tìm anh, bọn họ là khách của anh tôi. Vương Tử Hoa nói, sau đó kéo bàn tay của Trương Dân Cường đi vào trong đại sảnh. Trưởng phòng lô từ sau khi trở thành trưởng phòng thì rất ít khi có người dám nói với mình như vậy, trong lòng cũng rất mất vui, đang lúc định lên tiếng phản kích thì có một người đàn ông trung niên cách đó không xa đi đến rồi khẽ nói. Tử Hoa, bố cậu đâu? Vương Tử Hoa nghe thấy như vậy thì vội vàng quay đầu lại. Nụ cười trên mặt sáng lạn thêm vài phần. Chú Điền, chú đến rồi đấy à, mau vào bên trong ngồi đi, bố của cháu đang đợi, chú và San San đến chậm rồi đấy. Vương Tử Hoa vừa nói vừa chỉ vào nhóm Trương Dân Cường. Đây là vài người bạn của anh cháu, để cho cháu đến đón, lúc này có hơi bận, cũng không thể tiếp đãi chú được. Tốt, 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 cứ bận rộn đi, chú cũng không phải người ngoài, nào so đo với bọn họ. Người đàn ông trung niên kia cười ha hả, sau đó vung tay cho Vương Tử Hoa tiếp tục công việc. Lúc này Trưởng phòng Lô cũng không dám thở mạnh, trong lòng thầm kêu may mắn, may mà vừa rồi mình không mở miệng, nếu không sau khi trở về mình sẽ bị cục trưởng Điền cho biết tay. Lúc này ánh mắt của hắn bắt đầu miết qua đám người trương dân cường. Cục trưởng Điền, vị vừa rồi là. Khi cục trưởng Điền nghiêng đầu thì Trưởng phòng Lô cũng cả gan lên tiếng hỏi có lẽ vì để biểu hiện mối quan hệ không như bình thường của mình với vương gia, cục trưởng điền cũng tình nguyện giải thích mối quan hệ của mình với vương gia. hắn cười ha hà nói, đây là con trai của lão nhị vương gia, là vương giải phóng. con trai của vương giải phóng, như vậy anh của hắn là. trưởng phòng điền chợt nghĩ đến một cái tên, khoảnh khắc này vẻ mặt hắn chợt biến đổi. đám người trương dân cường cũng không cảm nhận được vẻ mặt biến đổi dữ dội của trưởng phòng lô. ba người bọn họ đi vào đại sảnh lúc này vương tử quân mặc một bộ tây trang nhìn cực kỳ có tinh thần và điển trai đã mỉm cười đi đến lão lãnh đạo anh ăn mặc thế này người ta không biết còn tưởng rằng anh sắp kết hôn tiểu tào lái xe cho vương tử quân thời gian khá lâu hắn dù đã lâu không gặp bí thư vương thế nhưng bây giờ cũng không quên nói một câu đùa giỡn vương tử quân cười cười bắt tay ba người trương dân cường hắn nói tiểu tào tôi thật sự khen cậu có ánh mắt tinh đời cậu đoán đúng hôm nay là ngày tôi kết hôn thật sự là lãnh đạo kết hôn. Lúc này không những tiểu tàu mà Trương Dân Cường và Cửu Gia Thành cũng cực kỳ khiếp sợ, bọn họ nghĩ đến tình huống nóng bỏng bên ngoài, ba người bắt đầu suy đoán đến lãnh đạo cũ của mình, rốt cuộc có địa vị cao thế nào. Đi, đến kia ngồi. Phương Tử Quân nói rồi đưa ba người lên ngồi ở một bộ ghế sa lông trên đài chủ tịch, hắn hỏi han tình hình của xã Tây Hà Tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền Hết tập 32